tịch Ninh Minh, chủ tịch Văn Thông, chủ tịch Khắc Hùng cùng tất cả các anh chị em trong buổi Zoom ngày hôm nay. Chúc tất cả các anh chị em một buổi trưa tràn đầy năng lượng. Yes, siêu tuyệt vời. Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với buổi Zoom xu hướng kiếm tiền 2023. Thì nhìn thấy trước màn hình của Thủy có rất là nhiều những anh chị. Chúng ta đang học chương trình 90 ngày, chúng ta cũng ngồi đây chúng ta học anh chị ha. Thì chúng ta xin mời tất cả chúng ta quay trở về 90 ngày nha. Bởi vì chương trình của Thủy sẽ được phát lại anh chị, sẽ được phát lại nha. Còn chương trình 90 ngày vô cùng là quan trọng. Tất cả các anh chị em đều phải quay trở lại để học 90 ngày giúp chị nha. Tuyệt vời. Rồi, bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta mong muốn 2023 là một năm thành công, giàu có, hạnh phúc, trọn vẹn? Thì giơ tay và nói tôi được không ạ? Yes. Tuyệt vời quá. Giơ tay và nói tôi, đúng rồi. Vậy bao nhiêu anh chị ở đây mong muốn năm 2023 anh chị sẽ đạt được những cái thành tựu tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất, đặc biệt là thành công về tài chính? Thì high five và nói tôi anh chị. Yes. Khi bạn ra quyết định, số mệnh bạn được hình thành. Yes. High five và nói. High five và nói tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Yes. Rồi, chào mừng anh chị đến với xu thế kiếm tiền 2023. Rồi, siêu tuyệt vời luôn. Như chúng ta đã thấy, đúng không ạ? Như chúng ta đã thấy năm 2022, không chỉ là ở Việt Nam và thế giới gặp rất là nhiều những cái vấn đề về thách thức. Không đơn giản, đúng không ạ? Lạm phát thì gia tăng rất nhiều, từ đó mà lãi suất tăng lên. Mà khi mà lãi suất tăng thì làm sao ạ? Thì ở Việt Nam không tăng không được, đúng không ạ? Đó, cho nên mới có được cái chương trình ngày hôm nay, để anh chị có thể thấy qua cái chương trình này, nền kinh tế của chúng ta như thế nào. Và năm nay chúng ta sẽ đầu tư những cái gì? Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để bàn đến một cái vấn đề trong cái năm nay để chúng ta vượt qua được những cái mà chưa được dễ dàng. Và những cái kiến thức Thủy chia sẻ cho anh chị là những kiến thức thật được ứng dụng thật trên chính cơ thể của mình. Nhóm trưởng Thủy Huỳnh Ngọc Thanh Tú cũng bỏ ra 200 triệu chỉ để học 4 ngày của khóa của bác Tony Robbins để đúc kết ra những cái kinh nghiệm và đã giúp đỡ cho rất nhiều anh chị em trong nhóm đọc sách của mình, hàng nghìn người đã thành công rực rỡ. Cho nên Thủy khẳng định tất cả các anh chị, đây là kiến thức thật nha. Và Thủy đã ứng dụng trên chính cơ thể của mình. Chúng ta chỉ việc làm sao học tập, ghi chép và làm theo thôi. Không cần phải mô ly phê cái gì hết anh chị. Chỉ cần anh chị ứng dụng, anh chị làm theo là anh chị có kết quả. Vậy bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta sẽ cam kết hành động nghiêm túc, kỷ luật. Chúng ta comment tôi giúp Thủy ạ. Yes. Chúng ta tương tác nha anh chị ha. Chúng ta tương tác nha. Tuyệt vời quá. Yes. Rồi, trước khi vào buổi chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm một thói quen của người thành công nha anh chị ha. Anh chị cũng được biết đúng không ạ? Thói quen thì sẽ được lặp đi lặp lại. Những gì mà anh chị làm trong quá khứ là những cái thói quen mà anh chị lặp đi lặp lại tạo ra cái thói quen của anh chị và dẫn tới cái kết quả của anh chị. Quá khứ của anh chị Thủy và các anh chị nhóm trưởng không thay đổi được. Nhưng tương lai của anh chị thì chắc chắn là thay đổi được anh chị ha. Chắc chắn là thay đổi được cho anh chị. Đó là những gì ngày hôm nay anh chị làm. Ngày hôm nay anh chị viết lên cho mình một cái bức tranh về cuộc đời của mình. Ngày hôm nay anh chị đầu tư. Đó là những gì. Thì tương lai của anh chị là như thế. Được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ dành ra 30 giây. 30 giây nha. Chúng ta sẽ ra quyết định. Sau buổi học của Thủy ngày hôm nay, anh chị nhận được giá trị gì, được cái kiến thức gì, và kết quả của anh chị như thế nào. Anh chị yên tâm đi, nếu anh chị học tập nghiêm túc, kỷ luật và làm theo những gì Thủy đã từng làm ở nhóm trưởng Thanh Tú chỉ dẫn, thì anh chị sẽ có được cái kết quả giống y như Thủy thôi, được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau dành ra 30 giây để ra quyết định cho buổi học ngày hôm nay nha. 30 giây bắt đầu. Cảm ơn tất cả các anh chị.
Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị. Trong năm 2022, anh chị có thấy không ạ? Lạm phát gia tăng rất là nhiều. Đó, từ đó là lãi suất tăng lên rất là cao luôn. Thậm chí là ở bên của Thủy nha, là mua nhà, mua cửa là các ngân hàng thậm chí có một thời gian là còn không cho vay nữa. Lãi suất tăng cao quá đó. Đó, cho nên là hiện dẫn tới là lãi suất của Việt Nam không tăng không được. Không muốn tăng cũng phải tăng. Từ đó mà tất cả các kênh đầu tư như là bất động sản này, chứng khoán này, vàng này, ngay cả những anh chị nào mà tham gia vào tiền điện tử này, tài chính này, Bitcoin này, thảm luôn. Thảm luôn anh chị. Đấy, tất cả đều bị rớt xuống luôn. Thậm chí đến bây giờ là bất động sản đứng luôn anh chị. Và bác Elon Musk, anh chị biết bác Elon Musk không? Người giàu nhất thế giới trong năm 2022 đó. Đó, bác đã dự báo là sao anh chị? Bác đã dự báo rằng trong năm 2023 là một năm không hề dễ dàng. Không hề dễ dàng như anh chị nha. Chọn đấy, cho nên là ngày hôm nay thì thấy tất cả các anh chị vào quá tuyệt vời. Giữa buổi trưa như vậy mà anh chị vào anh chị học tập rất là nhìn rất là năng lượng luôn. Đó. Rất là năng lượng, là anh chị rất là khát khao ấy, rất là khát khao luôn. Nên là Thủy rất là trân trọng cái điều đó, rất là trân trọng. Bởi vì anh chị phải biết năm nay ấy, là một năm không hề dễ dàng. Thậm chí ấy, là sẽ có được một cuộc khủng hoảng kinh tế nhẹ nữa. Đó. Vậy chúng ta phải làm sao đây ạ? Đã qua quý đầu rồi. Vậy chúng ta phải làm sao đây để năm 2023 này chúng ta có được một cái sự thành công, thịnh vượng, huy hoàng. Chúng ta phải làm sao đây ạ? Vậy chiến lược của chúng ta là gì? Xu thế cần nắm bắt là gì? Bao nhiêu anh chị mong muốn câu trả lời, comment tôi giúp thì xem nào. Mong muốn là gì đây? Đó. Rất là đó, rất là nhiều người anh chị rất là mong muốn đúng không ạ? Thì ngay bây giờ, ngay lúc này trên khắp mọi nơi trên thế giới hay là ở Việt Nam, mọi người là ngày hôm nay cuối tuần này, đi ăn đi nhậu này, đi chơi này, các chị ngồi đây, anh chị ngồi đây học tập và phát triển này, đó, đó chính là chúng ta nằm trong top 0,001% những người có chí tiến thủ, khát khao, có những cái khát vọng mãnh liệt nhất anh chị. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ nha. Chúng ta sẽ quyết tâm dù nền kinh tế và thị trường trong năm 2023 như thế nào, dù có thách thức hay không, tôi vẫn phải giàu có. Tôi là người thành công. Dù có thách thức như thế nào nha anh chị nha. Không cần quan tâm. Dù thách thức như thế nào mình không cần quan tâm. Tôi là người thành công. Tôi là người giàu có trong năm 2023 này. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn là người thành công, tôi vẫn là người giàu có. Đó, đúng không ạ? Đấy, rất là tuyệt vời luôn, thì rất là trân trọng luôn. Đó, trân trọng tất cả các anh chị giữa trưa này mà anh chị ngồi đây, anh chị nghe vào đây học để anh chị nghe được những cái kinh nghiệm bí kíp từ nhóm đọc sách. Rất là trân trọng tất cả các anh chị luôn. Anh chị là những người rất là khao khát luôn anh chị. Tuyệt vời. Đó, cái mà giúp cho anh chị bây giờ sẽ học tập phát triển tốt hơn, có nhiều bài học hơn và ứng dụng ra kết quả hơn. Thì khi mà đến với cả Thủy, anh chị cần phải có một số nguyên tắc, một số quy tắc như sau nha anh chị ha. Để làm gì? Bởi vì để chúng ta sẽ cam kết hành động kỷ luật, và Thủy khẳng định với anh chị sau chương trình này, thậm chí nhá, anh chị nghiêm túc kỷ luật nhá, tiền của anh chị chiều anh chị về luôn. Anh chị nhớ nhá, tiền là chúng ta hút về, không phải tiền chúng ta kiếm về. Thì khẳng định với anh chị luôn, tiền là do mình hút về và nó có sẵn ở trong người của mình, cái bí kíp rồi, nhưng mà chẳng qua là ngày xưa mình không biết cách thôi, cho nên là mình bị hút ngược, hút toàn đạn thôi. Nhưng mà bây giờ rất là tuyệt vời, anh chị đến với nhóm đọc sách và sẽ được hướng dẫn từng ngày một, đúng không ạ? Thì thấy những nụ cười ở trên gương mặt của anh chị đó. Thì bây giờ từng ngày một anh chị sẽ học cách hút lại tiền, và tiền là do mình hút lại nha anh chị ha. Vậy cần, nếu như mà để đạt được cái kết quả đó thì chúng ta cần phải có những quy tắc đó nha. Và đầu tiên Thủy xin khẳng định cho anh chị, đó, Thủy khẳng định cho anh chị những kiến thức Thủy chia sẻ cho anh chị là kiến thức thật, ứng dụng thật và đã đo lường trên cơ thể của Thủy rồi, tạo ra khối tài sản của ngày hôm nay, cho nên nó là thật. Chỉ việc anh chị chỉ việc ứng dụng và hành động và làm theo thôi, đúng không ạ? Và chắc chắn rằng kết quả về ngay lập tức, thì tự tin với điều đó luôn.
Được không ạ? Đầu tiên thì anh chị phải mở cam 100% giúp thị nha. Mở cam 100% giúp thị. À, anh chị nào mà đang làm việc thì cứ làm việc đi, không cần đâu. Thì chúng ta tham gia vào buổi sau. À, thì không ép. Nhưng nếu mà tham gia thì chúng ta khẳng định 100% mở cam giúp thị nha. À, bởi vì kiến thức này rất là giá trị cho anh chị đó. À, cho nên là anh chị làm mà cứ bận thì chúng ta không sao cả. Chúng ta cứ đi ra ngoài làm việc của mình. Bởi vì nếu chúng ta làm hai công việc, chúng ta cũng không có kết quả đâu. Cũng rất là mất thời gian. Đó, nên là không cần. Đúng không ạ? Và cái quy tắc nữa, đó chính là chúng ta phải ghi chép, tương tác với Thủy. Đúng không? Thì khi các bạn tương tác, các bạn ghi chép, chỉ có cảm hứng hơn. Đó, thì khi mình chia sẻ, mình rất là thoải mái. Có bao nhiêu là chia sẻ hết. Sẽ mang lại chia sẻ hết tất cả cho anh chị những cái bí kíp của nhóm đọc sách. À, đó. Và phải ăn mặc đẹp, không được nằm. Không nằm nhá, thì nhìn thấy có anh chị nằm đó, chỉ chuẩn bị mời ra rồi đấy. Chỉ ngồi đây anh chị thấy không ạ? Rất là ăn mặc rất là đẹp đấy luôn, để chia sẻ cho anh chị những cái bí kíp luôn. Tiếng hơi nhỏ à? Ok. Thì bật to lên. Ok. Được rồi, mọi người nghe thấy tiếng Thủy chưa? Đó. Cho nên là anh chị phải tập trung 100% thì kết quả của anh chị là 1000%. Bao nhiêu anh chị đồng ý thì chúng ta comment tôi giúp Thủy ạ. Và chương trình này không buôn bán dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không tuyên truyền đạo giáo, cũng không thuộc một cơ quan đoàn thể nào cả. Những người chúng ta đến đây là những người khát khao kỷ luật học tập và yêu trí tuệ, yêu tri thức, cùng nhau học tập và phát triển, cùng nhau tạo ra ứng dụng, tạo ra dòng tiền và cùng nhau trải nghiệm khi tuổi đời còn rất trẻ. Được không ạ? Đó, cho nên là không thuộc một cơ quan nào cả nha, và cũng không thu phí của anh chị, nên yêu cầu tất cả các anh chị phải thực sự nghiêm túc học tập để ứng dụng ra kết quả. Và ngày nào anh chị cũng phải có kết quả. Kiến thức này chắc chắn ngày nào cũng có kết quả. Và xin mời tất cả các anh chị sẽ làm sao? Chúng ta sẽ cùng nhau cộng hưởng trường năng lượng. Anh chị sẽ chia sẻ những cái kết quả cho anh của anh chị ứng dụng được. Đó là những cái món quà, món ăn tinh thần cho các nhóm trưởng, đúng không ạ? Cho thầy. Đó là lời cảm ơn sâu sắc nhất nha. Tuyệt vời quá. Và chúng ta ngồi đây, chúng ta học tập phát triển này. Chúng ta chơi vào nhau, chúng ta cùng nhau chia sẻ những bài học thành công trong cuộc sống, những bài học về phát triển bản thân. Chúng ta có những cái bài học về tâm thân trí, những bài học về phát triển kinh doanh, đầu tư trong năm 2023 để giúp cho anh chị thành công hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Và những anh chị nào mà đã comment tôi rồi, thì chúng ta phải cam kết nha, cam kết, được không ạ? Rồi đầu tiên anh chị cho Thủy hỏi, những anh chị nào biết Thủy rồi comment phím số 1, anh chị nào chưa biết Thủy comment phím số 0. Yes. Tuyệt vời, cũng có nhiều số 0 đúng không ạ? Rồi. Vậy thì Thủy sẽ trước khi mà vào cái chương trình của ngày hôm nay, trước khi vào chương trình của ngày hôm nay thì Thủy sẽ giới thiệu qua về bản thân của Thủy cho anh chị ha. Thủy tên đầy đủ là Vũ Thị Thu Thủy. Thủy sinh ra và lớn lên từ Hải Phòng. Nhưng Thủy sinh sống và làm việc tại Anh Quốc là 19 năm rồi anh chị ha. 19 năm rồi. Và trước khi mà Thủy đến với nhóm đọc sách, Thủy là một người chưa được tích cực. Chưa được tích cực anh chị ha. Rồi trong công việc của mình là cứ làm theo thứ là mình thích, cứ làm theo thứ mình muốn, mình nghĩ là đúng anh chị ạ. Đó, mà cái mà mình nghĩ là đúng ấy, thì một là mình được có con đường đi lên trên trời, may mắn lên trên trời. Hai là mình rơi xuống vực, rồi lại làm sao bò lại và làm lại từ đầu, xong lại đi tiếp. Và Thủy cũng, cuộc đời của Thủy là cứ là đi xong lại rơi, bởi vì mình nghĩ là đúng anh chị ạ, và mình được trải nghiệm từ chính kết quả của mình. Nên vô cùng là tuyệt vời. Từ khi mà Thủy đến với nhóm đọc sách, Thủy mới bắt đầu có từ kiến thức trong kinh doanh, tư duy trong kinh doanh, rồi Thủy có những cái mối quan hệ chất lượng trong kinh doanh. Thủy xây dựng từng ngày một. Đó. Và Thủy đã tạo ra được cái khối tài sản của mình ngày hôm nay nhờ kiến thức của câu lạc bộ. Cho nên rất là tuyệt vời. Anh chị em nào mà chúng ta đã đến được đây là vô cùng tuyệt vời đấy. Đây là một môi trường cho anh chị, là một môi trường là người thành công thật, giàu có thật, kết quả thật. Đó, chia sẻ lại cho anh chị. Vô cùng là tuyệt vời không? Đúng không ạ? Và Thủy sinh ra trong một gia đình anh chị cũng không được giàu có nha anh chị nha. Bố mẹ Thủy là
công nhân thôi, sinh ra không giàu có đâu anh chị. Cho nên là Thủy luôn luôn mong muốn khát khao giàu có lắm anh chị ạ. Bởi vì cái tuổi thơ của mình đó chính là chỉ là mang cơm lên phường thôi anh chị ạ. Bởi vì khi mà mình không tự do về tài chính, không tự do về thời gian, không tự do cái gì hết là bắt đầu là nhà bắt đầu sao anh chị? Các nhà các anh chị có giống nhà Thủy không anh chị ạ? Lúc nào Thủy cũng tình trạng là nghĩ lại quá khứ là cái hình cái cặp lồng trắng anh chị đưa cơm lên phường. Oánh nhau loạn xạ luôn anh chị ạ. Ký ức tuổi thơ tuyệt vời. 3 tuổi đã biết rồi. Những cái hình ảnh là cứ oánh nhau là ra chốt cửa anh chị ạ. Nhà anh chị có cái chốt cửa giống như nhà Thủy không? Đó. Và Thủy khát khao thành công và giàu có lắm anh chị. Nhớ nhá, Thủy không phải sinh ra trong một gia đình giàu có đâu. Đó. Thủy sinh ra trong một cái gia đình chưa được giàu có đâu. Cả ngày chỉ kêu về tiền anh chị ạ. Cả ngày kêu về tiền thôi. Và ngày xưa thì bố mẹ chỉ nói với mình như thế này anh chị ạ. Cố gắng mà học giỏi vào. Để sau này mà đi làm bác sĩ, kỹ sư thì mới nhiều tiền. Mà nói thật với anh chị nha, ngày đấy Thủy không thích học đâu. Học không được giỏi anh chị ạ. Không được giỏi. Cho nên là lại có một cái điều vui cho các anh chị. Đó chính là những anh chị nào mà bằng cấp đến đây không quan trọng. Xuất thân không quan trọng luôn. Chỉ cần anh chị có một ý chí khát khao, kỷ luật là anh chị thành công. Nhóm đọc sách của mình có nhóm trưởng Bảo Châu này, học hết lớp 7 thôi. Đúng không ạ? Người dân tộc. Tuyệt vời không ạ? Triệu phú đô la. Tuyệt vời quá. Nhóm trưởng của mình, nhóm trưởng chủ tịch Văn Thông này. Ai nhỉ? 3 năm. Mua được xe mẹt ở Landmark 81. Tuyệt vời không ạ? Chạy Grab. Tuyệt vời không anh chị? Nhóm trưởng siêu tuyệt vời của chúng ta, Huỳnh Ngọc Thanh Tú. Chơi ở nhà mấy chục tỷ luôn. Đi 20 mấy quốc gia. Từ thành công từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuyệt vời không ạ? Quá là tuyệt vời. Cho nên Thủy khẳng định tất cả anh chị xuất thân không quan trọng. Đúng không ạ? Xuất thân không quan trọng. Học thức càng không quan trọng luôn. Bác Jim Jones vừa nói chúng ta đó. Rồi bác Kiyosaki nói em sao? Học là chỉ đi làm thuê thôi. Đó. Trường học chỉ dạy chúng ta đi làm thuê thôi. Đó. Đấy không ạ? Cho nên là anh chị cứ yên tâm ở cái điều đi. Tự tin với Thủy đi. Đúng không ạ? Thủy không thích học anh chị ạ. Không thích học. Cho nên là bây giờ mẹ bảo là con đường học là con đường thành công. Thì bây giờ không thích học thì làm bác sĩ sao đây anh chị? Chúng ta bây giờ làm bác sĩ như nào anh chị ạ? Thôi, tạch rồi. Thế là chỉ có một cái con đường anh chị ạ. Là khát khao mong muốn đi nước ngoài. Bởi vì là sao đi nước ngoài thì là đổi tiền Việt Nam ra đó. Thì rất là nhiều tiền anh chị. Thế là chỉ có một cái con đường đó thôi. Đúng rồi. Chỉ có một con đường nào đi nước ngoài thôi anh chị. Thì năm 2000 khi mà mình ra quyết định thì cả vũ trụ này giúp mình. Nhà Thủy không giàu anh chị ạ. Với cái số tiền trong tay chỉ có 50 triệu. Mà ngày đó là đi nhảy dù nha anh chị nha. Không phải đi công khai đâu. Đi nhảy dù. Anh chị có nhớ những năm 2000, 2002, 2004 á. Đi sang Anh nhiều lắm á. Nhảy dù xe thùng xe tiếc đấy. Đó 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 đó. Thủy cũng được như thế. Cũng được trải nghiệm anh chị. Đạn bắn ngang ta. Nga xiên vai luôn. Đó 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 anh chị. Đó đó. Đó và Thủy đi với một cái ý chí khát khao rất là kỷ luật, rất là mong ước làm giàu, đổi đời. Đổi đời anh chị ha. Và năm 2004 thì Thủy sang Anh Quốc. Rất là chăm chỉ làm việc, không chơi bời, thậm chí không ăn luôn, ở nhà nấu cơm ăn luôn. Rất là chăm chỉ luôn. Làm việc 7 buổi luôn nhưng không có nhiều tiền. Nhưng không có nhiều tiền anh chị ạ. Làm 7 buổi đi sang Anh. Và làm bao nhiêu là Việt Nam là ngày đấy gọi là quê hương là trùng khế chu anh chị ạ. Cứ mở mắt ra là vay tiền, mở mắt ra là hỏi tiền, mở mắt ra hỏi tiền. Nên là người Việt Kiều, Việt Kiều hay gọi là quê hương là trùng khế chu anh chị ạ. Đó, và lúc đấy khát khao lắm. Không biết tại sao lại tối ngủ bắt tay lên trán. Không biết làm sao mà mình làm việc nhiều chăm chỉ như vậy mà mình lại không có nhiều tiền. Bố mẹ mình vẫn ở một cái nhà cấp 4 lụp sụp 10 năm trời liền. 10 năm trời liền anh chị ạ. Đó, cho nên mình khát khao thành công giàu có lắm anh chị ạ. Khát khao thành công lắm. Thế là đến năm 2017, xông pha lên đường quay trở về nước. Sau mười mấy năm, năm 2014 thì mới quay trở về nước lần đầu tiên anh chị. Thì năm 2017 bắt đầu mới dành dụng được ít tiền anh chị ha. Còn trước đây là gửi bao nhiêu tiền về là bố mẹ đầu tư anh chị ạ. Bố mẹ thì tư duy của một công nhân thôi. Nhưng mà đầu tư chứng khoán, đầu tư nhà tuyệt vời lắm anh chị ạ. Đầu tư nhà thì không được làm sổ đỏ.
đầu tư chứng khoán thì không lên sàn. Tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời nhỉ? Đó. À, thì với năm 2017 thì về đầu tư anh chị ạ, cũng xông pha đầu tư. Nhưng mà lên trên Google, lên trên các trang mạng đó, dò xem là nơi nào đất sốt thì mua anh chị ạ. À, thế là thôi kinh doanh cũng chả hỏi ai, với tư duy kinh doanh một mình. Thế là Thủy cũng kinh doanh chưa được thành công. Bao nhiêu cái vốn cái liếng này tích cóp là thì cũng không được thành công anh chị ạ. À. Không thành công luôn anh chị. Thế là đến khi mà cho đến khi mà thì nghĩ là ở bên cạnh shop của Thủy ấy, có một cái viện dưỡng lão. Thế thì thấy là họ làm việc rất là nhiều. Họ làm việc rất là nhiều mà cuối đời họ chỉ vào viện dưỡng lão thôi. Xong rồi Thủy lại nghĩ lại cuộc đời của mình ngày xưa mình đi học. Thì bây giờ bảo là học thì phải học từ người thành công. Thế nhìn qua thì cô giáo mình chả giàu gì cả anh chị ạ. Chả có ai giàu cả. Bố mẹ mình không giàu. Cô giáo không giàu. Thế bây giờ học từ những người không giàu thì anh chị ra kết quả gì ạ? Nói cho Thủy nghe nào. Anh chị học từ những người không giàu thì anh chị ra cái kết quả gì ạ? Cô giáo dạy cho mình kiến thức không giàu luôn. Cô giáo vẫn còn đang đi làm thuê nha anh chị ha. Cô giáo vẫn đi làm thuê. Đó. À, ví dụ như anh chị học từ người béo phì đi. Tôi muốn giảm cân mà học từ người béo phì đi. Ngày người ta ăn có một cái đùi gà, mình xơi ở 10 cái đùi gà đi. Thế mình có giảm cân đâu anh chị ơi. Hỏi giúp Thủy xem là mình có giảm cân đúng không ạ? Ừ, tương tự như vậy. Với kinh tế cũng vậy anh chị ha. Nếu như mà chúng ta muốn thành công mà chúng ta học từ người chưa thành công thì chắc chắn là không bao giờ có kết quả nha anh chị nha. Bởi vì bản thân của họ, họ còn không biết cách thì lấy cái gì biết cách để dạy cho mình đây. Họ biết một cái cách đó chính là kéo mình xuống đây anh chị. Nhưng còn không biết cách để đưa mình lên đâu. Bản thân của họ, họ còn chả biết. Ô thế mình nhìn quanh nhỉ, cô giáo thì không giàu, bố mẹ thì không giàu, ở xung quanh cũng không giàu luôn, toàn nhà cấp 4 luôn anh chị. Ô thế bây giờ sao đây? Bây giờ sao đây? À, đúng không ạ? Rồi đi sang nước ngoài cũng thế. Đi sang nước ngoài xung quanh bạn bè mình gọi là đi làm thuê thôi, 7 buổi thôi. Ừ, cũng chả giàu gì cả. Gọi chẳng khác gì Việt Nam cả, đổi vào tiền Việt Nam thì nó gọi là kiểu giống như là cái tiền nó mệnh giá cao hơn thôi. Xung quanh cũng không giàu. Đó, cho nên là mà ngày đó là cứ nghĩ là phải đi học dạng kiểu giống như là bác sĩ, giáo sư rồi lọ kia thì mới giàu đấy anh chị. Nhưng mà nhé, có một sự thật trần trụi anh chị ạ, thì khẳng định với anh chị luôn là những người bác sĩ, kỹ sư nhé, thậm chí là giám đốc như những người làm việc rất là chăm chỉ, nhưng mà như cuối đến cuối đời họ chỉ có được một cái mức lương lương hưu thôi, cũng không giàu luôn anh chị, đúng không ạ? Rồi có những người ở bên xung quanh Thủy nhìn thấy chuyện viện dưỡng lão, họ là bác sĩ luôn, họ là luật sư luôn, cuối đời vào viện viện dưỡng lão anh chị ạ. Với đời vào viện dưỡng lão, ôi mình toát mồ hôi luôn, thế cuộc đời của mình sao lại như này à? Tôi thì đủ tôi an toàn. Nếu như mà mình vẫn tiếp theo cái con đường này, thì mình cũng ở bên này thôi, mình cũng ở đây thôi. Đó, cho nên là nếu như mà mình nhìn thấy một cái tương lai rất là trần trụi luôn, mình nhìn thấy luôn. Cho nên là mình nhìn thấy một được là, ôi nếu như mà ngày hôm nay mà mình theo cái con đường này là xong rồi. Đấy. Thì vô tình có một lần thì nhìn thấy là chúng ta đọc ở một cái tin đó là Mark Zuckerberg đấy anh chị biết không ạ? À, Mark Zuckerberg vào năm 24 tuổi anh ta trở thành triệu phú đô la. Triệu phú đô la luôn anh chị ạ. Khi mà đến với nhóm học tập mình thấy ơ cái gì này, 24 tuổi trở thành triệu phú đô la. Rồi, 25 tuổi trở thành tỷ phú đô la, mà ngày đó là triệu phú đô la là 23 tỷ. Mình hiểu cái gì này, hai mươi mấy tuổi mà người ta trở thành triệu phú đô la. Còn mình đi đi Tây mười mấy năm, mình đang là triệu phú đô la. Đó anh chị. Đó, thì lúc đó mình mới đặt câu hỏi là làm thế nào để mình trở thành triệu phú đô la được? Làm thế nào? À, mà những lời khuyên xung quanh của Thủy nhá. Những lời khuyên xung quanh của Thủy là người ta khuyên như này là cứ đi làm việc chăm chỉ đi. Sau đó là tiết kiệm, có tí tiền. Rồi mình sẽ trở lên giàu có. Bao nhiêu anh chị ở đây đã được nghe những cái lời khuyên như vậy? Comment giúp Thủy nào. Là chúng ta cứ đi làm việc chăm chỉ đi, xong chúng ta dành dụm có được ít tiền đấy, à, xong rồi chúng ta sẽ trở lên giàu có, làm việc từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều luôn, rồi tiết kiệm đi, ngồi đó, rồi mình trở lên giàu có. Rất nhiều người luôn anh chị, rất nhiều người luôn. Bây giờ Thủy thử một chiến lược cho anh chị nha. Nếu như mà mình làm việc chăm chỉ đó,
Ví dụ như Thủy nhá, làm việc chăm chỉ, mỗi tháng Thủy tiết kiệm được 20 triệu. Thì một tháng Thủy tiết kiệm được 20 triệu nha. Thủy để ra được 20 triệu. Một năm thì mới để ra được là 240 triệu. Đúng không ạ? 10 năm mới để được 2,4 tỷ. 100 năm mới để được 24 tỷ. 100 năm nha anh chị. Làm việc chăm chỉ đó, từ sáng đến tối mới để được 24 tỷ. 24 tỷ thì bây giờ là chưa kể là anh chị tiêu ăn rồi anh chị lạm phát nữa. Lạm phát gia tăng đó anh chị. Có mấy năm thôi. Có mấy năm thôi mà anh chị có thấy không ạ? Mấy năm trước là 1 triệu đô la là 22 tỷ, rồi 1 triệu đô la là 23 tỷ. Năm nay là 1 triệu đô la là 24 tỷ rồi. Vậy những cái hành động cũ, những cái chiến lược cũ mà mong có kết quả mới thì điều đó không thể xảy ra. Không bao giờ xảy ra được, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta được biết nhá, là tất cả triệu phú đô la, đa triệu phú đô la ở trên thế giới, 95% họ là những doanh nhân. Chúng ta cứ thử sợt mà xem, 95% ở trên thế giới họ là những doanh nhân nhá. Những 95% triệu phú đô la và đa triệu phú đấy, họ đều là doanh nhân hết anh chị. Họ đều là chủ doanh nghiệp và đều là doanh nhân hết. Họ đều phải đi kinh doanh hết nha anh chị nha. Và lúc đấy thì mới hiểu được rằng khi mà đến với nhóm đọc sách từng ngày phân tích cho Thủy thì hiểu được rằng là wow, người thành công đi trên con đường nào là tôi phải đi trên con đường đó. Đúng không ạ? Người thành công đi trên con đường nào là tôi phải đi trên con đường đó. Vậy tất cả các tỷ phú la trên thế giới, tất cả các triệu phú la trên thế giới, anh chị thử sợt ngày hôm nay về sợt xem. Họ đều đi kinh doanh hết. Cho nên ấy, tất cả những anh chị nào ấy mà đang đi làm công ăn lương ổn định đó, nói thẳng ra câu là đi làm thuê đó, thì khẳng định với anh chị là không giàu được đâu. Anh chị muốn giàu có thì anh chị phải đi kinh doanh. Còn làm như thế nào thì từng ngày một nhóm đọc sách sẽ hướng dẫn cho anh chị nhá. Chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Còn đi làm thuê thì nói thật với anh chị là không giàu được đâu. Đấy là nói thẳng cho anh chị biết như thế. Bởi vì anh chị thử tính ra 100 năm sau anh chị mới có được 1 triệu đô la thôi. 100 năm sau anh chị mới có được 1 triệu đô la thôi. Còn tất cả các triệu phú, đa triệu phú, tỷ phú, họ phải đi kinh doanh họ mới giàu. Bây giờ tất cả những người đi triệu phú họ đi kinh doanh họ mới giàu thì mình có phải đi kinh doanh không anh chị? Mình có phải đi không ạ? Bắt đầu từ đó Thủy mới học kinh doanh. Yes, đúng rồi, bắt đầu từ đó mình mới học kinh doanh nha anh chị nha. Cho nên chúng ta đừng có lo. Năm nay Thủy là sinh năm 1981. Tuổi đời rất còn trẻ, chỉ 21 tuổi thôi. Nhưng đã đi học kinh doanh rồi anh chị ha. Đó, cho nên là chúng ta cứ tự tin chúng ta đi học kinh doanh đi anh chị. Được không ạ? Và học như thế nào? Thì từng ngày một với kiến thức, tư duy, chiến lược của câu lạc bộ, bản đồ, có người thành công chia sẻ cho anh chị cứ làm theo là anh chị có kết quả thôi. Nhanh không ạ? Dễ không ạ? Quá dễ nhỉ? Dễ thật đấy. Đó. Cho nên là chúng ta phải đi học kinh doanh. Vậy bây giờ cho Thủy hỏi này, bao nhiêu anh chị đã từng đi kinh doanh nhá, đã từng khởi nghiệp, một ngày anh chị làm 16 tiếng liên tục mà không có tiền? Comment tôi giúp Thủy. Đi kinh doanh rồi nha, mà làm liên tục ngày 16 tiếng. Comment tôi giúp Thủy. Yes. Đó. Không sao cả, giống Thủy thôi, ngày trước thôi, có vấn đề gì đâu anh chị. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải trả giá bằng chính chi phí của mình thôi. Đúng rồi, chuyện đó là bình thường. Không sao đâu anh chị. Đúng không ạ? Không có gì, vấn đề gì. Bởi vì làm sao? Bởi vì trước đó là mình không có định hướng. Mình là một người siêng năng nhá. Mình là một người siêng năng. Không phải là mình không siêng năng đâu. Đầu mình cũng nảy số rất là nhanh luôn. Đó. Mình không phải là người lười. Chứ còn nói thật với anh chị, người nào mà lười thì đúng là họ không có tiền là đúng rồi. Người nào mà cứ nằm ấy, một chỗ đấy mà đòi giàu thì xin lỗi là không có đâu nha, đừng có mơ. Đó, nhưng mà đây mình rất là chăm chỉ, mình rất là chịu khó mà mình vẫn không giàu. Mình rất là chăm chỉ, mình đi kinh doanh rồi đấy anh chị. Đó, mình siêng năng rồi mà mình không giàu, nó mới ức chứ anh chị. Mình không giàu nó mới ức chứ. Đó, nhưng mà mình rất là chịu trách nhiệm, thì rất là chịu trách nhiệm cuộc đời của thì nha anh chị ha. Thì không có đổ lỗi cho ai hết. À, tôi nghèo là lỗi của tôi giàu cũng là lỗi là do tôi, đơn giản vậy thôi, chả phải lỗi của ai hết.
không phải lỗi của bố mẹ, không phải lỗi của thị trường, không phải là lỗi của ai, mà chính là lỗi của mình. Đơn giản vậy thôi. Đúng không ạ? Mình không có trí tuệ, mình không có tư duy, mình không có kiến thức thì mình đi ra mình ăn đạn là đơn giản. Còn bây giờ chúng ta có trí tuệ, có tư duy, có kiến thức, đầu tư cho thời gian trước khi xuống tiền. Chúng ta giàu là do mình, tôi giàu là do tôi nha. Chúng ta viết vào trong vở, tôi giàu là do tôi, không phải do ai hết anh chị ha. Sau đó thì cũng tham gia rất nhiều hội nhóm anh chị nha. Rồi nào là câu lạc bộ doanh nhân, rồi đi tìm cho mình con đường thành công rất là nhiều. Đó. Trong những cái lúc mà mình mất phương hướng đó, lạc lõng giữa cuộc đời đó anh chị, thì mình được một nhận một cái đường link giống như anh chị đó, mời đến nhóm học tập từ nhóm trưởng Khắc Hùng, thì vô cùng biết ơn nhóm trưởng yêu thương của Thủy, chủ tịch Khắc Hùng đã giải cho Thủy một cái đường link siêu tuyệt vời luôn. Và Thủy có được cái kết quả như ngày hôm nay, ngồi đây chia sẻ, nói chuyện lại cho anh chị về những cái câu chuyện thành công của mình. Tuyệt vời không ạ? Quá là tuyệt vời đó. À, nhưng có một cái điều đó anh chị, đó chính là khi mà Thủy không kinh doanh không thành công, Thủy chưa bao giờ bỏ cuộc. Chưa bao giờ bỏ cuộc, từ bỏ ước mơ của mình, chưa bao giờ luôn anh chị ha. Vẫn khát khao, vẫn ý chí, vẫn kỷ luật lắm, tìm kiếm cho mình một con đường lắm anh chị. Nha. Một là chỉ có thành công và hai là chỉ có thành công thôi. Chỉ có con đường biến ước mơ thành sự thật. Khi mà bạn đã khát khao, bạn đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Đó, đúng không ạ? Thì người thầy đã xuất hiện, cho nên là các bạn cứ yên tâm đi. Chúng ta ngồi đây là chúng ta đã khát khao rồi đó, sẵn sàng rồi đấy. Thì chúng ta mới gặp những người bạn tuyệt vời của chúng ta. Cho nên chúng ta phải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người bạn của chúng ta vào. Những người mà đưa anh chị cái đường link ấy, đến với nhóm học tập đó. Cái người đó là người tuyệt vời nhất để tìm cho anh chị thấy cái con đường thành công của mình. Và khi anh chị ra quyết định là số mệnh anh chị được hình thành. Mệnh lệnh của anh chị là mệnh lệnh của vũ trụ. Đó, đúng không ạ? Đó. Và thông qua nhóm đọc sách thì Thủy mới biết được một cái bí mật của cuộc đời này. Đó chính là gì anh chị? Đó chính là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn anh chị ha. Quyển sách đầu tiên đó là Sức mạnh tiềm thức, Người Nam Châm và Luật hấp dẫn. Đó. Ba quyển sách này đều là ứng dụng như nhau thôi anh chị. Nhưng mà chủ đề có là khác nhau thôi. Nhưng nó là giống nhau như anh chị nha. Và anh chị nào mà đang mong muốn tìm cho mình cái quyển sách để giúp cho mình đạt được mọi cái vấn đề trong cuộc sống đấy, về tài chính này, về sức khỏe này, về mối quan hệ này, khi mà anh chị không có cái câu trả lời thì câu trả lời đó đều nằm trong cuốn sách Sức mạnh tiềm thức. Anh chị có thể mua về để anh chị đọc nha. Hoặc xin cái đường nhóm các bạn mà đưa các bạn vào trong nhóm đọc sách đó, các bạn ấy sẽ có được những cái link sách, rồi có các bạn sẽ mua những cái quyển sách nào, 8 quyển sách đầu tiên á, thì anh chị sẽ xin và để mua nha anh chị ha, mua quyển sách về nha. Và quyển sách Sức mạnh tiềm thức chính là quyển sách luật hấp dẫn, chỉ có điều là nó khác tên thôi anh chị ạ. Chỉ có điều là khác tên thôi anh chị nha. Và thầy Tài Việt Đô La Lê Huy thì đã đọc đến 1.000 lần rồi. Nhóm trưởng Thanh Tiếu thì cũng đọc đến 600-700 lần rồi. Thì cũng đã đọc đến 200-300 lần rồi anh chị, hơn 200 lần rồi. Đó, tuyệt vời lắm anh chị. Đó, cho nên là anh chị muốn biết lý do tại sao thì mình chăm chỉ, mình khát khao mà mình chưa thành công, thì mình có thể tham gia cả đọc những cái quyển sách đó trước đã. Chúng ta đọc nha. Và có cái bộ công thức của nhóm trưởng Thanh Tú đó, được đúc kết trên 100 đầu sách cho anh chị đó. Đó, thì anh chị cứ chép để chúng ta hiểu về cái luật hấp dẫn rõ hơn anh chị ha. Đó. Và một cái bí mật, một cái công thức quyết định của mình hay không, thì đầu tiên đó chính là cái công thức suy nghĩ tạo ra cảm xúc thì dẫn đến hành động, và hành động thì tạo ra kết quả. Nó rất là đơn giản luôn, nghe đơn giản đúng không anh chị? Suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc dẫn đến hành động thì tạo ra kết quả. Đó. Và trong cái quyển sách về bí mật thì ông Bob Proctor, ông có nói là cái gì có trong đầu thì có trong tay. Thế lúc thế thì nói là cái gì? Trời ơi, cái gì có trong đầu có trong tay, cái gì mà có bên trong suy nghĩ thì có bên ngoài của đời thực. Kết quả nó đến từ tư duy, từ suy nghĩ. Thế nếu như mà kết quả của hiện tại của mình mà mình chưa thành công về tài chính, có nghĩa là mình đã có những cái thói quen lựa chọn dẫn tới những cái kết quả không thành công về tài chính trong quá khứ của mình. Đơn giản vậy thôi, đúng không ạ? Và có nguyên nhân thì mới có kết quả. Đấy, có nguyên nhân thì mới có kết quả, mới có hành động. Thì có những cái hành động thì mới có kết quả. Vậy chúng ta hành động như thế nào để có cái kết quả đó? Vậy thì cái gì tạo ra hành động đây? Đó chính là cảm xúc.
đúng không ạ? Cảm xúc nha mới tạo ra kết quả nha anh chị. Cùng một sự kiện nhưng mà có những cái hành động khác nhau thì sẽ tạo ra được cái kết quả khác nhau. Cùng một sự kiện mỗi người có một cái thói quen khác nhau thì tạo ra kết quả khác nhau. Cũng như nhá, bây giờ cùng là một anh chị ngồi cùng học nấu một món ăn đi. Cùng một món ăn đi anh chị. Đúng không ạ? Mà chúng ta làm sao đưa công thức xuống như nhau, như 1.000 người ở đây, trước mặt Thủy là 1.000 người. Chúng ta đưa ra công thức cho anh chị. Đó, nhưng chúng ta sẽ có được 1.000 cái mùi, cái hương vị khác nhau. Đó, bởi vì làm sao? Bởi vì người này thì hành động như thế này, người kia thì hành động như thế kia. Người này có chiến lược như thế này, người này có chiến lược như thế kia. Đấy, thì cũng như là một số người cùng có một cơ hội. Có người thì nắm bắt, có người thì lại không nắm bắt. Sẽ có người nắm bắt giữa chừng, sau đó từ bỏ. Nhưng có người thì bỏ cuộc ngay từ đầu luôn anh chị. Và kết quả rằng có những người thành công trong kinh doanh, nhưng có những người không thành công trong kinh doanh. Bao nhiêu anh chị hiểu điều này? Chúng ta comment đã hiểu giúp chị. Chúng ta tương tác nha. Đúng rồi, chúng ta cứ tương tác đi. Thoải mái thì mà khi mà tương tác ấy thì sẽ có nhiều những cái bí kíp hơn. Mình thoải mái, mình phải phân tích được rõ cái vấn đề này trước đó. Rồi chúng ta phải hiểu rõ trước. Đúng rồi, chúng ta phải hiểu nha. Và từng ngày một Thủy muốn anh chị làm sao phải hiểu ở ngay trên Zoom luôn. Ngay lúc học luôn. Để anh chị ứng dụng ra kết quả, ra tiền luôn. Tuyệt vời quá. Cảm ơn tất cả các anh chị. Từ đó nha anh chị nha. Thủy mới ngộ ra được một cái bài học là nếu như mà mình muốn trở thành triệu phú đô la thì mình phải có được một tư duy của một triệu phú. Mình phải có suy nghĩ của một triệu phú, niềm tin của người triệu phú. Người giàu người ta có suy nghĩ gì? Người giàu người ta có niềm tin gì? Người giàu người ta đang kinh doanh trong cái lĩnh vực gì? Người ta nhìn những cái vấn đề như thế nào? Khi mà thách thức đến, khi các vấn đề đến, họ giải quyết cái điều đó như thế nào? Mình phải nhìn được trên góc nhìn của người giàu, tư duy của người giàu. Đúng không ạ? Và khi mà chúng ta nhìn nhận theo cái cách nhìn của người giàu, thì lúc đó chúng ta mới đưa ra được những cái lựa chọn, những cái quyết định, những cái thói quen, những cái hành động để tạo ra sự giàu có được. Đó, chúng ta phải có được những cái suy nghĩ, tư duy, niềm tin của người giàu. Chúng ta mới tạo ra được cái hành động để chúng ta tạo ra kết quả của người giàu được. Đó chính là bí mật nha anh chị nha. Bí mật mà đến khi vào nhóm đọc sách mình mới biết. Đó chính là bí mật nha anh chị nha. 40 năm mới biết đấy anh chị. 40 năm mới biết nên anh chị cứ yên tâm đi. Anh chị nào vào đây mà còn rất là trẻ tuổi thì quá là tuyệt vời. Còn anh chị nào mà bằng Thủy cũng càng tuyệt vời hơn. Không có vấn đề gì cả. Vẫn thành công được, vẫn lội ngược dòng được. Thủy khẳng định với anh chị. Đúng không ạ? Và tất cả nếu như mà anh chị muốn trở nên thành công và giàu có, anh chị phải hiểu được người giàu họ đang suy nghĩ gì. Tất cả nó đến từ suy nghĩ. Suy nghĩ nha anh chị. Anh chị phải hiểu được người giàu người ta đang suy nghĩ gì. Nếu như mà bạn muốn trở thành một triệu phú thì bạn phải biết được triệu phú đô la họ suy nghĩ gì, họ có tư duy gì, họ có niềm tin gì. Và khi chúng ta có trí tuệ, có tư duy của người giàu thì niềm tin, suy nghĩ của người giàu thì chúng ta mới biết cách hành động để chúng ta có kết quả giống như họ. Ví dụ nhá, bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta đã từng đi học này, chúng ta làm bài tập, làm bài kiểm tra đó. Đó, rồi bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta đã từng ước mơ là mình học giỏi nhất lớp không ạ? Các anh chị có ước mơ không ạ? Đúng rồi, trời ơi, 55 tuổi là gì đâu, nhóm đọc sách của chị có chị trẻ lắm. U5 đấy anh chị. Rồi thành công quá trời luôn mà chị rất trẻ nha, mặc crop top nha. Vẫn mặc crop top nha anh chị ha. Rồi, tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Sau này mình tự do về tài chính, tự do về thời gian, mình thích mặc cái gì là mình mặc, mình thích làm gì mình làm, chả ai nói được mình à. Đúng không ạ? Nên là anh chị cứ tự tin đi. Tuyệt vời. Có những lúc mình đã rước được ước mơ là mình là người học giỏi nhất lớp. Tại sao mình có ước mơ anh chị? Bởi vì là nếu như mình mà có được cái bộ não của những cái người học giỏi đó thì chắc chắn bài thi của mình là điểm 10 rồi. Chắc chắn luôn. Đúng không ạ? Đó. Chắc chắn là mình thành công luôn. Cũng giống như việc làm giàu anh chị. Cũng giống như việc làm giàu với anh chị. Nếu như anh chị có bộ não của người thành công, chắc chắn anh chị thành công luôn. Anh chị nào đã hiểu, comment đã hiểu. Yes. Chúng ta đã thấy cái bí kíp đơn giản không anh chị? Chúng ta thấy bí kíp đơn giản không anh chị?
Muốn thành công thì phải có cái bộ não của người thành công. Quá là đơn giản, đi copy lại thôi. Ôi, ngày xưa thì thích copy lắm anh chị ạ. Copy lắm chị, copy được nghề của mình, copy đến cái mức mà đi thi đội tuyển văn luôn anh chị ạ. Nhưng mà đến khi vào đội tuyển không copy được nữa. Giật mèo, giật gan gì ấy. Anh chị nhớ ngày xưa mình có cái thời của chị là có giật mèo ấy. Không biết bây giờ các bạn có làm cái đấy không? Đó, 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 anh chị. Copy giỏi lắm, chị giỏi lắm anh chị ạ. Đó. Và vào đây thì anh chị lại có sung sướng một cái điều rồi. Tất cả những cái kiến thức tư duy chiến lược có hết rồi. Anh chị chỉ việc copy và làm thôi là anh chị có kết quả. Trời ơi, lúc thì vào thì bảo tuyệt vời như thế này à? Làm giàu dễ như thế này à? Ôi giời ơi, thế tại sao mà 40 năm mình mới gặp được nhỉ? Trời ơi, tuyệt vời quá, chỉ cần copy thôi, làm theo thôi, là mình có hành động, có kết quả giống thôi. Dễ không anh chị? Dễ quá, không cần phải suy nghĩ, không cần phải làm cái gì hết. Đã có người đi trước dẫn đường, giải đường cho mình rồi. Chỉ sợ họ không cho thôi. Còn ở đây đã cho hết mình những cái bí kíp rồi. Đó, nên mình cứ việc làm theo thôi anh chị ha. À, tất cả nó đến từ niềm tin, tư duy, đúng không anh chị? Cho Thủy hỏi nhé, sự khác biệt trong một lớp học, cùng là một thầy cô này, cùng đưa ra một cái bài học giống nhau này, cùng được nghe giảng giống nhau này, vậy tại sao lại có một bạn thì lại điểm cao, bạn này lại điểm thấp ạ? Chứ cũng có hai hai mắt, một mũi, một mồm, hai tai, hai tay, hai chân. Vậy tại sao lại có bạn là điểm cao? Vậy tại sao lại có bạn điểm thấp đấy anh chị? À, tại sao ạ? Nó đến từ đâu ạ anh chị? Tại sao ạ? Nó đến từ suy nghĩ và cảm xúc. Cũng giống như là bác Phạm Nhật Vượng, bác Donald Trump, bác Bill Gates, bác Elon Musk. Tại sao cái kết quả của họ lại lại chưa giống nhau anh chị? Tại sao ạ? Nói cho thị xem nào. Tại sao kết quả của họ chưa giống nhau ạ? À, tại sao ạ? À, đó, bởi vì nó đến từ suy nghĩ. Đó, đúng, nó đến từ suy nghĩ. Suy nghĩ thì mới tạo ra cảm xúc thì từ đó mới có được những cái hành động và từ cái hành động mình mới tạo ra cái kết quả được. Nếu như mình muốn trở nên thành công và giàu có thì mình phải đi từ đâu? Mình phải đi từ đâu đây anh chị? Bây giờ này, muốn thành công và giàu có mình phải đi từ đâu đây? Mình đi hành động không? Mình đi làm một ngày 7 tiếng không? Mỗi ngày 12 tiếng, một ngày một tuần 7 ngày đúng không? À, bây giờ đây, nếu muốn trở lên thành công và giàu có thì mình phải đi từ đâu? Mình phải đi từ gốc rễ, viết thật to giúp Thủy vào, chữ đỏ vào. Mình phải đi từ gốc rễ. Cái gốc rễ ở đây đó chính là suy nghĩ của người giàu, niềm tin của người giàu. À, đúng không ạ? Suy nghĩ của người giàu như thế nào? Mình cài vào trong đầu của mình này. Mình cài vào trong đầu của mình. Mình phải biến nó thành niềm tin của mình. Suy nghĩ của mình thì mình mới giàu được. Viết thật to giúp thị. Tôi phải biến suy nghĩ của người giàu, niềm tin của người giàu thành suy nghĩ của tôi, niềm tin của tôi. Đó. Viết thật to và anh chị. Thậm chí viết to dán tường, mỗi ngày tuyên bố vào. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Ngày hôm nay anh chị sống trong thế kỷ 4.0 rồi. Thì tất cả đều có sẵn hết rồi anh chị. Tất cả đều có sẵn. Anh chị thấy có mình rất là may mắn khi sống trên cái thời đại này không ạ? Có sẵn hết rồi. Ông cha ngày xưa nhá, nói thật luôn nhá, toàn là chiến tranh thôi. Có mỗi câu chuyện chiến tranh, ngày nào đi về Việt Nam cũng nghe thấy, bật lên, bật đi, bật lại, bật tái, bật hồi. Có mỗi, thấy bật suốt. Đó, đó. Nhưng mà ngày hôm nay khác nha. Chúng ta làm gì có, ngày xưa ông cha chỉ có chiến tranh, làm gì có ngồi ghế đệm mà học phát triển bản thân đâu. Đó. Làm gì có thời gian để đọc sách và xem phim coi ông rồi ngồi coi hài Trấn Thành đâu anh chị. Đó, cho nên là cái thời đại của anh chị bây giờ là quá là là may mắn rồi. Được ngồi đây xem các tinh hoa lên trên mạng sạt 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 là đã có những tinh hoa của nhân loại rồi, có sẵn hết rồi. Ngày anh trước nhá, anh chị muốn thành công anh chị phải đi tìm một cái người nào đó đúng không? À, đó, nhưng mà bây giờ anh chị chỉ sọt lên các mạng thôi thì không lấy tên được anh chị thông cảm nha. Trước mặt Thủy bây giờ là đến 7 cái máy quay rồi anh chị ạ. À, nên là bây giờ Thủy nói là đánh rầm Thủy xuống phát đấy. Cho nên là anh chị cố gắng là đó lên tất cả các trang nha. À, anh chị sọt thôi là anh chị có công thức liền. Anh chị muốn nấu một bữa ăn ngon thì anh chị chỉ việc lên anh chị đánh đúng không? Làm thế nào để tôi biết kho thịt kho tiêu này, rồi thịt kho tàu trứng này là anh chị sạt lên là anh chị biết đấy. À đó, có hết rồi, thậm chí người ta nghiên cứu hết rồi, người ta đưa cho anh chị làm rồi. À đó, và có một cái điều mà vô cùng tuyệt vời,
một trong những cái quyển sách của câu lạc bộ của chúng ta là có được cái tư duy của người giàu, niềm tin của người giàu, đó chính là quyển sách Bí mật tư duy triệu phú. Bí mật tư duy triệu phú. Nếu mà anh chị nào mà chưa có quyển sách này thì chúng ta sẽ mua về nhé. Chúng ta chưa đọc thì chúng ta cũng đọc đi anh chị nhé. Khi anh chị đọc rồi xong anh chị sẽ được các nhóm trưởng phân tích cho anh chị rất kỹ. Hiện tại là nhóm mình đang phân tích rất kỹ quyển này đó. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là người viết quyển sách này là bác Chí H. Icker. Đó, đúng không ạ? Là một đa triệu phú đô la với tổng tài sản là 500 triệu đô la. Bác viết rất rõ luôn anh chị. Người chưa thành công thì như thế nào, người giàu thì như thế nào. Thì khi mà anh chị đọc xong thì anh chị sẽ được cài đặt lại hệ thống niềm tin của mình, tư duy của người giàu vào đó. Đó, được chưa ạ? Nếu như mà anh chị muốn thành công thì anh chị phải đọc sách của những tác giả đã thành công rồi, giàu có rồi. Nếu như mà anh chị muốn gia đình hạnh phúc thì anh chị phải kiếm tác giả nào? Tác giả gia đình hạnh phúc. Đó. Nếu như mà anh chị muốn khỏe mạnh thì anh chị kiếm người nào? Bây giờ thì hỏi nè, bây giờ nếu mà muốn khỏe mạnh mà gọi là kiếm cái ông gọi là đi 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 phòng tập đi, à, đúng không ạ? Đi phòng tập đi, phải kiếm cái người nào dạy cho mình, ông sáu múi đoàn kết một cục dạy cho mình thì có được không anh chị ơi? Cái ông mà rất là đoàn kết với nhau đó, sáu múi đoàn kết thì anh chị đó, anh chị học thì có được cái kết quả không anh chị? Đó 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 đó, nhìn nha, đó đó đó. Cho nên là chúng ta muốn có kết quả của người thành công để chúng ta đỡ phải mất công đọc những cuốn sách không hay đó. Đấy, thậm chí là chúng ta không ứng dụng cho kết quả thì chúng ta phải đọc sách người đã thành công rồi nha, người đã thành công rồi. Đúng không ạ? Và các kiến thức trong trường học nó quá lỗi thời so với hiện tại. Hoặc nó không còn phù hợp để chúng ta kiếm nhiều tiền ở cái thời kỳ hiện tại này nữa nha anh chị nha. Ngay cả chính bác Bill Gates anh chị, bác cũng nói rằng kiến thức ở trong trường đại học Harvard nha anh chị, không nghe thấy gì à? Anh chị có nghe thấy Thủy nói không ạ? Những cái kiến thức mà bác Bill Gates viết ở trong trường. Oh yes, ok, cảm ơn các bạn. Bạn vừa rồi nhắn cho Thủy thì chúng ta kiểm tra lại đường truyền mạng nhé. Và kiến thức ở trong trường đại học bác Bill Gates nha anh chị nha. Bác nói như này này, ngay cả trường đại học Harvard cũng quá lỗi thời so với thời điểm hiện tại. Ngay cả trường Harvard luôn anh chị nha. Đó. Và mục tiêu của chúng ta là cần làm sao? Cần chúng ta đừng chơi những cái trò chơi về tri thức nữa. Chúng ta đừng chơi cái trò chơi về trí tuệ nữa. Đừng thể hiện là mình biết kiến thức nữa anh chị. Mà chúng ta phải cần kết quả. Kết quả đó chính là sự giàu có, đó chính là sự thành công về tài chính. Đừng đọc để biết, đừng đọc để hiểu, mà đừng phải đọc để ngộ. Ngộ có chính là chúng ta phải ứng dụng, đo lường bằng kết quả của mình. Đấy là lý do tại sao mà Thủy muốn tất cả các anh chị, cùng tất cả các anh chị em nhóm trưởng cũng muốn anh chị phải đọc đúng sách để làm sao? Đọc đúng cái sách mà cái người mà đã có kết quả rồi để mình làm sao đỡ mất thời gian. Bởi vì tất cả những cái con đường đó, đó là họ đã đi qua rồi. Họ thành công rồi, họ có kết quả rồi. Cho nên mình chỉ việc làm theo họ để mình thành công ngay, thành công luôn, kết quả ngay, kết quả luôn thôi. Và người thành công thì luôn luôn để lại dấu vết. Và con đường nhanh nhất, ngắn nhất để dẫn tới thành công đó chính là học thẳng từ người thành công, học từ người có kết quả. Bao nhiêu anh chị em hiểu điều này, giơ tay và nói tôi giúp thì ạ. Học từ người thành công, học từ người có kết quả rồi anh chị ha. Yes, chúng ta nhớ nha, viết thật to vào. Tôi học từ người thành công, tôi học từ người có kết quả. Đó. Nên là phúc cho tất cả các anh chị nào mà hôm nay ngồi ở đây, 1.000 anh chị ngồi ở đây, anh chị có thể thấy được rằng là cái kiến thức vô cùng tuyệt vời như thế này, đó là anh chị chắc chắn thành công rồi. Thì khẳng định với anh chị luôn, anh chị chắc chắn thành công. Chuỗi 22 ngày này, nó không những ngày nào giống ngày nào, nhưng nó đều có sự liên kết với nhau. Cho nên tất cả các anh chị chúng ta phải tham gia đầy đủ để có được một cái công thức hoàn chỉnh cho sự thành công của mình. Được không ạ? Có một cái lộ trình để anh chị thành công. Em hằng ngày đọc thần chú đòi nợ mà chỉ đọc tên, không viết tên người đó có được không? Nhắn tin riêng cho Thủy nha. Rồi, đó. Và đến với cả câu lạc bộ, anh chị sẽ được đọc quyển sách này. Không phải là để biết, mà anh chị sẽ biến những cái tư duy trong quyển sách Bí mật tư duy triệu phú thành tư duy của anh chị. Anh chị sẽ được cài đặt niềm tin triệu phú đó
vào niềm tin của chính mình. Được không ạ? Và có một điều rất là tuyệt vời, đó chính là khi mà niềm tin của anh chị tăng, khi tư duy của anh chị tăng, thì làm sao? Tiền của anh chị tăng. Anh chị ghi lại giúp chị nha. Khi tư duy tăng lên, tiền tăng lên, trí tuệ tăng lên, tiền tăng lên. Tư duy tăng, tiền tăng, trí tuệ tăng, tiền tăng. Wow, tuyệt vời chưa? Và khi tư duy của anh chị tăng thì cả thế giới, đúng không ạ? Anh chị sẽ nhìn cả thế giới này bằng góc nhìn của người giàu. Bằng góc nhìn của người giàu nhé. Chúng ta sẽ nhìn bằng góc nhìn người giàu. Còn nếu như mà chúng ta nhìn bằng góc nhìn của người chưa thành công thì... Sách, bạn có một bạn hỏi là xem hình ảnh sách để mua. Ai gửi đường link cho bạn thì bạn sẽ được nhận sách từ đó nha anh chị ha. Ai gửi đường link cho anh chị thì anh chị... Bạn Trần Xuân Nghĩa hỏi thì rằng anh thấy em nói về sự thành công nhưng em không nói làm cách nào của sự thành công. Thì đang dạy cho bạn đó. Bây giờ chỉ đang dạy cái hành trình cho bạn đó. Thế bây giờ bạn chỉ muốn ăn nhanh uống nhanh à? Bạn phải từ từ chứ. Bạn phải từ từ bạn mới nhận được những cái công thức, những cái bí kíp. Bây giờ là cái gốc rễ không có này. Bây giờ bạn chỉ muốn Thủy là đưa cho bạn là đầu tư kênh nào thế à? Mình từng ngày một Thủy đang phân tích cho bạn là bạn muốn thành công. Thì bạn phải làm sao có tư duy, có gốc rễ, có niềm tin của người thành công. Và để thành công ấy, là phải thành công trong dài hạn. Trong dài hạn nha anh chị ha. Chứ không phải anh chị học một buổi, ngày mai anh chị thành công ngay, thành công luôn. Đấy là tư duy ngắn hạn, tầm nhìn cây giá. Biết tầm nhìn cây giá không anh chị? Tầm nhìn cây giá không anh chị? Tầm nhìn cây giá là giá ăn 3 ngày trồng ấy, là anh chị gặt ăn luôn ấy. Hay anh chị muốn giàu trong dài hạn? Thủy đang hướng dẫn cho anh chị đó. Cho nên anh chị phải có được một cái lộ trình, có một cái dẫn dắt, có được lý do. Anh chị phải hiểu được lý do tại sao mình phải học từ người thành công. Lý do tại sao để mình có được cái kết quả của người thành công. Được không ạ? Cho nên là Thủy đang hướng dẫn cho anh chị đó nha. Từng ngày một. Và phải học tập. Kinh doanh là một quá trình, học tập là một hành trình. Anh chị em nào mà chỉ cần nghĩ rằng vào đây học một buổi, hai buổi mà anh chị thành công ngay thì chúng ta không thuộc về nhau. Thủy không giúp được cho anh chị đâu. Nhưng anh chị ngồi nghiêm túc học tập kỷ luật mỗi một ngày chỉ mang đến cho anh chị một tư duy thôi. Nhưng chắc chắn rằng tư duy đó anh chị ứng dụng có kết quả luôn, kết quả ngay. Thủy khẳng định với anh chị luôn. Thủy tự tin nói với anh chị cái điều đó. Ngày hôm nay ấy, tổng tài sản của anh chị ấy, vượt của Thủy thì sẽ ngồi thì học với anh chị. Nhưng ngày hôm nay tổng tài sản của anh chị chưa bằng của Thủy thì anh chị sẽ ngồi đây học lại của Thủy. Được không ạ? Tuyệt vời không ạ? Quá là tuyệt vời, còn gì nữa. Cho nên đừng nóng ruột, đừng nóng ruột. Kinh doanh là một quá trình, học tập là một hành trình. Không phải nóng ruột, nó đi với mình suốt đời cơ mà. Nóng làm gì? Nóng là hỏng việc này. Cứ bình tĩnh, thả lòng người. Sau này tiền tự đến với mình. Giàu nó đến với mình một lúc nha, anh chị đỡ không kịp luôn. Với cái cường độ học tập và phát triển của nhóm học tập như thế này nha, Thủy khẳng định với anh chị nhé. 6 đến 8 tháng nữa giàu nó đến ồ ạt, anh chị đỡ không kịp luôn. Nếu như mà anh chị nghe như Thủy nói, chính xác từng ngày một. Bạn này hỏi, đã nói rồi. 95% ở trên thế giới này, tỷ phú đô la và triệu phú đô la là người giàu. Bây giờ lại còn hỏi cái câu đấy. Lại còn hỏi cái câu là không đi kinh doanh có giàu được không? Thôi không đi kinh doanh thì bạn xứng đáng thì đang giàu. Nha. Vừa nói xong, 95% người ở trên thế giới là tỷ phú đô la, triệu phú đô la là đi kinh doanh. Thì mình đấy, học như thế, đấy. Đấy. Mà mình muốn thành công thì mình phải học theo người thành công. Mình phải đi học cùng theo người thành công, làm theo người thành công, có suy nghĩ từ người giàu, niềm tin của người giàu thì mình mới thành công được. Bây giờ hỏi không đi kinh doanh, không đi kinh doanh thì về đi làm thuê đi anh chị. Không đi kinh doanh thì giàu làm sao được? Vừa nói xong rồi. Chị nào ấy, 2L07 ấy, chị viết thật to giúp chị nào. Muốn giàu phải đi kinh doanh, viết thật to và viết 1000 lần giúp chị nào. Đi vào trong đầu mình, đi vào tiềm thức giúp chị. Muốn làm giàu phải đi kinh doanh. Được không ạ? Em cứ yên tâm, các bạn cứ yên tâm đi. Thủy đang cho các bạn một cái lộ trình, các bạn phải hiểu được nguồn gốc trước đã, lý do lắm thì các bạn mới có được cái kết quả. Và những ngày đầu Thủy sẽ mang cho anh chị tất cả những cái tư duy để anh chị làm sao anh chị có được cái gốc rễ của người thành công trước. Rồi sau đó kinh doanh gì thì sẽ được học, yên tâm đi. Chưa chi ra nóng ruột thì bảo sao mà đi ra ngoài ăn toàn đạn đây. Đó. Muốn giàu phải học kinh doanh, đúng rồi. Nha, tuyệt vời nha. Cứ bình tĩnh đi. Rồi, với cái ca đà học này của anh chị yên tâm đi. 6 đến 8 tháng nữa, cái giàu đến anh chị đỡ không kịp, né không kịp đâu. Đó. Đấy.
Vừa nói xong rồi bây giờ còn em không muốn đi kinh doanh, có giàu thì em không muốn đi kinh doanh, bây giờ thì về đi làm thuê. Bây giờ viết thật rõ vào, đúng rồi, muốn giàu là phải đi kinh doanh, đơn giản vậy thôi. 95% trên thế giới người ta đi kinh doanh hết đấy, các triệu phú đô la, đa triệu phú đô la đi kinh doanh. Bây giờ các vũ trụ bảo con ơi con đi kinh doanh đi con mới giàu được. Con bảo ừ con không thích đi kinh doanh đâu, ừ thì con đi đường khác, thì con cứ đi đường của con, đúng không? Con cứ đi theo đường của con thích thôi. Con vui thì con đi lên trên trời, mà con không vui thì con ngã xuống dưới vực rồi con lại bò lại, và thậm con bò lại từ đầu thì con sẽ phải trả giá bằng thời gian, công sức rất là nhiều, thậm chí là phải bằng tiền nữa anh chị. Đó, cho nên là khi mà mình đưa ra được những cái quyết định, niềm tin, tư duy đó, nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì nó mới tạo thành cái thói quen. À, được chưa? Cái tư duy của người giàu đó, anh chị phải được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, dựa trên niềm tin của người giàu, tư duy của người giàu thì nó mới tạo ra được cái kết quả của anh chị được, cái kết quả của người giàu được. Và khi anh chị ứng dụng luật hấp dẫn, nâng cao tư duy của mình lên, thì mình mới có nhiều cái cơ hội, nhiều cái công việc đến với mình. Đó, bây giờ hiểu chưa? À, mình phải nâng cao tư duy của mình lên, trí tuệ của mình lên, tư duy tăng, tiền tăng, trí tuệ tăng, tiền tăng. Và khi tư duy của mình nâng cao thì mình có nhiều cơ hội đến với mình hơn. Đúng rồi, từng ngày một các bạn cứ ghi chép vào đi. À, chuỗi chu kỳ này nó cần cả tháng rồi, anh chị cứ yên tâm. Nên là anh chị nào mà vào đây bảo ui, hay thế, bây giờ đầu tư cái gì ấy. Một thả một ngày có, không có đâu. Đi cái nút đỏ bên cạnh kìa. Một ngày thì không có đâu nhá. Mà anh chị muốn phải thành công trong dài hạn, giàu có trong dài hạn. Và ở đây không chỉ anh chị đi đầu tư ở đâu nha. Cho anh chị nào mà vào đây hôm nay thấy tuyệt vời quá, ôi năm nay đầu tư cái gì, xu hướng cái gì, vào đây muốn nghe một ngày và đi đầu tư ngay, đầu tư luôn nha, mà là không có nha. Ở đây không cho anh chị tiền, cũng không nói anh chị đầu tư ở đâu hết, nhưng cho anh chị một bầu trời trí tuệ. Anh chị dùng trí tuệ của anh chị để xây dựng những ước mơ của anh chị, hoài bão của anh chị, để anh chị đạt được trong cuộc sống của anh chị, đạt được những cái kết quả của người thành công. Tuyệt vời không ạ? Ai thấy tuyệt vời, ghi siêu tuyệt vời cho chị nào. Trời, bạn kia hỏi cái nóng hết cả người lên chị. Đó, siêu tuyệt vời, đúng rồi. Rồi chúng ta quay trở lại nha. À, lan man là đến hết giờ rồi này. À, ngày mai anh chị nhớ vào sớm nhá, 1 giờ là thì khởi động luôn nhá, bởi vì thì còn có chương trình ở phía sau nữa. Anh chị vào muộn là bị lây cái thời gian ấy, là bị cắt đoạn ấy. Đó, à, cho mình muốn lĩnh hội hết tất cả các bí kíp của Thủy thì anh chị phải vào sớm nhá. À, sắp xếp. Cho nên là anh chị phải biết được một cái công cụ kiếm tiền rất là mạnh. Rất là mạnh nhá. Đây, nhấn mạnh này, cái công cụ kiếm tiền trong năm 2023 này. Đấy, bây giờ mới đi vào này. Chưa chi đã. Nào, ghi nào, thật to nào. Công cụ kiếm tiền 2023. Cái công cụ mà anh chị chưa biết đó, đó chính là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn là công cụ kiếm tiền của người giàu nhất thế giới. À, được chưa? Luật hấp dẫn là công cụ kiếm tiền của người giàu nhất thế giới. Nếu anh sử dụng được, anh có thể thu hút được tiền bạc, cơ hội đến với mình rất là dễ dàng luôn. Và nếu như mà anh chị áp dụng được cái công thức này thì anh chị cực kỳ thành công luôn. À, đúng không ạ? Nha, cho nên ấy, Thủy rất là hiểu, rất là thích về luật hấp dẫn, rất là thích về sức mạnh tiềm thức. Người thầy của mình đã đọc đến hàng nghìn lần rồi, nhóm trưởng Thanh Tú cũng đọc đến vài trăm lần, Thủy cũng đọc đến vài trăm lần rồi. Đọc đi, đọc lại, đọc tái, đọc hồi, đọc rồi, đọc nữa. Đó, đó, cho nên Thủy rất thích luật hấp dẫn, bởi vì làm sao? Nó rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi khi Thủy hút tiền anh chị ạ. À, rất là dễ luôn anh chị. Nhớ nhá, tiền là mình hút về. Tiền là mình hút về. Không phải là tiền mình đi kiếm về nha anh chị nha, mà tiền là mình hút về. Và nhóm trưởng Thanh Tú cũng đã bỏ ra 200 triệu học 4 ngày của bác khóa Tony Robbins. Các anh chị biết là Tony Robbins bác nào không? Bác mà sáng buổi sáng cho anh chị quy trình đó. Quy trình anh chị làm hàng ngày đó. Đó, bác đã dạy đó. Đấy, người thầy NLP số 1 trên thế giới. Và chủ tịch của nhóm trưởng của mình đã học và chia sẻ lại cho chúng ta những cái bí kíp ứng dụng đã thành công rồi. Đó, tuyệt vời không ạ? Cho nên kiến thức này rất là đắt giá nhá. Nếu như mà anh chị ứng dụng, chắc chắn là anh chị thành công và thu hút rất nhiều sự thịnh vượng, may mắn, tài lộc đến với anh chị. Đó, được không ạ? Và cái ngay cái thời kỳ mà Thủy đến với nhóm đọc sách ấy, thì ngay thời kỳ là tháng 6 năm 2021,
thì có một cái kỳ live stream đầu tiên anh chị. Đúng rồi, muốn kiếm tiền về đi kinh doanh, bạn kia hỏi không, vừa nói ra giả giả từ trên xuống dưới rằng là muốn kiếm tiền đi kinh doanh, bà ấy nhắn câu không kinh doanh có giàu được không, thế chứ lại không biết là à, đấy ghi đầy đủ anh chị nha. Đấy. Đấy, vũ trụ bảo con ơi đi kinh doanh mới giàu, con bảo con không thích đâu, thì thôi đi về chứ sao giờ. Về thì lại là cuộc sống như ngày xưa, kêu ca phàn nàn oán trách chứ còn làm gì nữa, trời ơi. Đó cho nên là cái ngày đầu tiên mà Thủy đi làm live stream đó thì thấy hay đó, là tháng 6 năm 2021 khi mà Thủy làm cái chu kỳ đầu tiên ấy, có rất nhiều người chia cười thì đọc có 3 người xem thôi anh chị ạ, nhiều bây giờ có 1.000 người xem rồi anh chị, còn chưa kể tất cả các máy quay ở trên mặt mặt Thủy đấy, các trang luôn đó 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 đó. Cho nên là đó cho nên là thế giới ngoài kia ấy, mình nghèo thì nó khinh mà mình giàu thì nó đúng không ạ, mình nghèo thì nó khinh mà mình giàu thì nó ghét, nói thẳng ra luôn anh chị đó. Cho nên là rất nhiều người anh chị ngày hôm nay anh chị nói học tập về người giàu là người ta chê cười mình anh chị, rất là nhiều người luôn anh chị nha. Cho nên là cái việc của anh chị là làm gì đây, không cần quan tâm, đừng quan tâm, kiến thức này rất là hay, rất là giá trị, rất là nhiều người ở ngoài kia vẫn còn đang lang thang đi tìm kiếm một cho mình một con đường thành công và giàu có, rất là giá trị luôn. Còn ở ngoài kia ấy, họ tự làm theo ý của họ đó đó đó, giống như cái kiểu là cả làm nhanh ăn nhanh uống nhanh ấy, giống như cái bạn mà vừa nhắn là phải vào đây là có bí kíp cho tôi đi, cho tôi đi đấy, đầu tư đâu bảo tôi với đấy, để kiểu kiểu như thế đấy đó đó đó. Sai nha, sai nha, mình phải hiểu từ cái gốc rễ trước, mình phải có gốc rễ của người giàu, mình kinh doanh và mình nhìn nhận theo trí tuệ của mình thì mình mới thành công được. À, còn đi nghe người khác xui là ăn đạn rồi, vui vui là nó xui đúng, vui vui xui sai là thôi xong rồi đó đó đó. Cho nên là đừng có mà tự ý làm theo ý mình, phải biến kiến thức tư duy trí tuệ niềm tin vào là của mình trước đã và mình kinh doanh theo của mình, chẳng may ấy, vui vui có tạch phát đấy thì không sao, nhưng mà mình cũng làm bằng trên chính cơ thể của mình, làm sai làm lại nội ngại làm tiếp không sao, chỉ cần có ý chí tư duy cam kết kỷ luật nghiêm túc là anh chị có kết quả, đồng ý không ạ? À, nha. Cho nên là cái ngày mà Thủy mới làm ấy, ui rồi đạn bắn thì thôi rồi, chửi mình dã man luôn đó, nhưng thì chả quan tâm. À, chả quan tâm cứ làm. À, ai nói gì kệ. À, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị bị như Thủy ngồi đây là comment tôi cái là nó vui nè. Bao nhiêu anh chị vào đây học tư duy người thành công giàu có là ui dồi ôi bây giờ học cái gì, ngồi đây học tư duy thành công và giàu có. À, cái gì lợ đầy đầu đây, tiền ăn còn chả có đây, mà bây giờ lại còn tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Đấy, đấy, bao nhiêu anh chị người nói chị anh chị đấy, nó giúp Thủy nào. Úi dồi nhiều thế này cơ giống nhau cả thôi anh chị ơi đó. Nhưng anh chị yên tâm không, ngày hôm nay thì có thành công không anh chị, quá thành công, được cái tổng tài sản như của Thủy nhá, là khối người mơ ước đấy anh chị nha nha, tổng tài sản như của Thủy rồi, được cái cuộc sống như của Thủy, nhiều người mơ ước, cho nên cứ để cho họ chửi đấy anh chị, mình trong top 5% thôi, mình trong top những người 5% thôi, còn họ chửi họ ở 95% rồi, họ chỉ chiếm tổng tài sản của 5%, còn mình ở trong top 5% chiếm tổng tài sản của 95%, tuyệt vời không ạ, quá là tuyệt vời đó. Cho nên là cái ngày đó nhá, trời ơi mình cũng bị mất phương hướng đó anh chị, mất phương hướng đó, nên là mình quay lại mình làm kiến thức mình kệ thôi, nhưng mà với một cái mục tiêu đó chính là mình phải quay lại mình lợi hại hơn xưa. À, cho nên những anh chị em nào mà chúng ta mong muốn quyết tâm trở lên thành công và giàu có trong năm 2023 này thì ngay lúc này và ngay bây giờ là thời điểm tốt nhất để chúng ta bắt đầu, đừng có mà ngày mai tôi làm, đừng có tôi chờ hết thách thức tôi mới làm, không bao giờ hết đâu, đừng bao giờ mơ hết. Hết con Covid này đến thì đến con khác nó đến thôi, hết anh chị có thấy không ạ, lạm phát này đến lại cái khác đến, hết chiến tranh này đến đến chiến tranh kia đến, cho nên đừng chờ, đừng u lì, đừng trì trệ nữa, ngay lúc này và ngay bây giờ nếu như anh chị mong muốn quyết tâm trở lên thành công và giàu có chỉ có ngay lúc này và ngay bây giờ thôi, đúng không ạ? Ngay lúc này và ngay bây giờ tôi phải trở lên thành công. À, ngay lúc này và ngay bây giờ tôi phải trở lên giàu có ngay bây giờ nha anh chị nha. Đó ngay lúc này và ngay bây giờ giúp chị nha, chứ đừng có mà nói là tôi không muốn thành công, tôi không muốn giàu có, tôi không muốn cái gì thôi tôi không làm, tôi không làm. À, không làm thì không có đâu anh chị, được không ạ? Không làm thì không có đâu anh chị nha, cho nên là phải ngay lúc này và ngay bây giờ,
ngay lúc này và ngay bây giờ. Không phải là sau này tôi sẽ làm, không phải là một vài năm nữa tôi mới làm, không phải ngày mai tôi mới làm, mà ngay lúc này. Đấy, ngay lúc này và ngay bây giờ. Chúng ta làm, được không ạ? Đó, tuyệt vời. Và cơ hội luôn sẵn sàng. Chẳng qua là chúng ta có khả năng để chúng ta nắm bắt được cái cơ hội đó hay không thôi. Cái cơ hội nhá, nó luôn luôn có, nhưng mà chẳng qua là chúng ta có cơ hội không thôi. Đó, cho nên là nó đến từ ai anh chị? Cái lĩnh vực này, cái đầu tư kinh doanh này, cái cách kiếm tiền này, cách ngành nghề này, nó đến từ đâu anh chị? Nó đến từ cái đầu của chúng ta này. Nó đến từ việc ai làm. Anh chị nhớ nhá, cái khả năng làm cho anh chị thành công ấy là nó đến từ tư duy, từ trí tuệ, từ kiến thức, và quan trọng đó chính là ai làm. Ai làm cái điều đó. Đó. Ví dụ thì ví dụ cho anh chị nha. Ngay cả khi ấy, chúng ta muốn trở nên thành công và giàu có thì chúng ta phải có tư duy của người giàu. Ô tuyệt vời. Vậy chúng ta thấy người giàu kinh doanh về cái lĩnh vực cà phê đi chẳng hạn. Thì ví dụ cho anh chị nhá, chúng ta kinh doanh về lĩnh vực cà phê đi. Có người kinh doanh cà phê thì kinh doanh ở ngoài đường, có người kinh doanh cà phê thì chúng ta kinh doanh ở mở một cửa hàng nhỏ lẻ. Nhưng có người thì kiếm là vài chục nghìn một ngày, có người kiếm vài triệu, có người kiếm vài trăm triệu. Đó, có người kiếm vài tỷ luôn, vài triệu đô la, vài trăm triệu đô la một ngày luôn. Đó, có người quán cà phê lớn, có người quán cà phê sân vườn, có người quán máy lạnh, có người cả thương hiệu luôn. Đó, có người kiếm vài trăm triệu một tháng luôn. Anh chị có biết về Starbucks không ạ? Starbucks ạ. Đó, kinh doanh cà phê của Starbucks nhé, một năm nhé, Starbucks kiếm được 20 tỷ đô la. 20 tỷ đô la luôn. Đó cũng chỉ là kiếm cà phê thôi, cũng là một cái công việc anh chị nha. Có người kiếm vài trăm ngàn, có người kiếm vài chục, có người kiếm vài tỷ, có người kiếm hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ luôn. Anh chị có đồng ý không ạ? Vậy tương tự cùng một công việc, và sự khác nhau cùng một công việc, nhưng có người kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng có người lại không kiếm được nhiều tiền. Có phải nó đến từ ngành nghề không anh chị? Anh chị cho Thủy hỏi, có phải nó đến từ ngành nghề không? Mà nó đến từ đâu anh chị? Nó đến từ tư duy, đến từ cái đầu của mình đây này. Đến từ cái tư duy, từ trí tuệ của mình đây này. Nó đến từ người làm. Anh chị hãy nhớ điều này nhé. Nó đến từ người làm. Quan trọng là bạn có khả năng bạn làm cái gì thành công không? Được không ạ? Quan trọng là bạn phải làm cái gì. Còn ngành nghề nó giống nhau ấy. Tại sao có người bán rất là đắt hàng, có người bán thì lại chưa đắt hàng? Thế xong có người thì lại bảo chứ, ôi dồi ôi, chắc là người ta may mắn, sống có phúc, có đức. Đó, người ta may mắn nên là người ta mới bán được hàng. No, không phải đâu, mà nó đến từ tư duy về trí tuệ đó anh chị. Nó đến từ người làm đó. Đó, nếu như mà tư duy của anh chị có tư duy niềm tin, đó, nó đến từ niềm tin của người thành công thì chắc chắn là anh chị thành công. Còn tư duy của anh chị là người chưa thành công đi ra ngoài thì anh chị chắc chắn là có kết quả của người chưa thành công thôi. Và có một sự thật là người giàu làm gì thì cũng giỏi anh chị. Hay thế kìa. Người giàu làm gì thì cũng giỏi chắc chắn luôn. Đẹp trai chưa chắc đã giàu, nhưng thì khẳng định với anh chị nhá, giàu chắc chắn đẹp trai, sớm muộn gì cũng đẹp trai. Khẳng định với anh chị luôn. Sớm muộn gì cũng đẹp trai, nhưng đẹp trai chưa chắc đã giàu. Đó, và người giàu làm gì cũng giỏi, người giàu làm gì cũng đúng. Bao nhiêu anh chị ở đây là chủ doanh nghiệp, nói cho Thủy xem nào. Anh chị có đội nhóm này, có nhân viên của mình này, có cấp dưới của mình này. Thì có những bạn nhá, rất là giỏi luôn, giao việc gì họ làm được luôn. Thậm chí là bạn đó chưa bao giờ, nhưng mà khi mà giao việc cho họ, bạn ấy hoàn thành xuất sắc luôn. Nhưng có những chị nhá, nhưng anh chị chỉ hoài không làm được. Trong shop của Thủy nhá, Thủy làm hết tất cả luôn. Làm pedicure, làm lông mi, làm facial, làm waxing, kiểu làm hết luôn, lông mi, nhổ lông, rồi làm móng tay, làm treo, làm pedicure, làm hết luôn. Nhưng có những người làm design luôn, vẽ luôn. Nhưng có những người không biết làm, không biết làm gì luôn. Chỉ mãi cũng không làm được luôn. Đó, không làm được luôn. Đấy, cho nên anh chị cứ khẳng định một điều, người giỏi là làm gì cũng giỏi hết. Người giàu làm gì cũng giàu hết. Được không ạ? Đây là mấu chốt quan trọng. Bởi vì sao những người ngoài kia nhá, là những người không giàu ấy, họ luôn luôn có những cái tư duy đổ lỗi. Họ đổ lỗi là gì? Không có cơ hội để cho họ làm giàu. Không có cơ hội. Tôi làm việc rất là chăm chỉ, tôi làm việc rất là khát khao, nhưng tôi không có cơ hội, cho nên tôi không nắm bắt cơ hội được. Họ nói như thế anh chị ạ. Vậy cho Thủy hỏi nha, cơ hội nó đến từ đâu anh chị?
Cơ hội nó đến từ đâu? Cơ hội nó đến từ người xung quanh của chúng ta. Quan trọng là bạn có đủ khả năng để bạn nắm bắt cái cơ hội đó không thôi. Còn cơ hội nhiều lắm anh chị ơi. Đây là mấu chốt thứ nhất trong cái bài học ngày hôm nay nha. Cơ hội rất là nhiều, nhưng quan trọng anh chị có biết, có đủ khả năng để anh chị nắm bắt nó hay không thôi. Bạn có đủ tư duy, kiến thức, trí tuệ, đủ trình độ để nắm bắt nó hay không? Đó là một câu chuyện khác nha. Thậm chí nha, là đi làm thuê, thu nhập 50.000 đô la một năm đi. Anh chị thấy không ạ? Đi làm thuê nha mà thu nhập 50.000 đô la một năm cao không ạ? Cao nha. À, đó, cao, nhưng mà nếu như mà mình không biết nắm bắt cơ hội, vẫn tạch như thường. Đó, cho nên là điều kiện là mình phải, không cần phải có là điều kiện là mình phải làm được cái này, mình phải làm được cái kia, phải làm được cái vân vân và vân vân. Và mà cái cơ hội rất là nhiều luôn. Quan trọng là anh chị có biết nắm bắt không? Đó, nắm bắt được hay không thôi. Đây là chỉ Thủy đang nói về cái khía cạnh này, anh chị đây làm thuê nha anh chị nha. Là anh chị đã có rất là nhiều những cái cơ hội rồi, trong cái cơ hội mà đi làm thuê của anh chị đó. Đó, đó. Chứ còn chưa nói đến công việc kinh doanh nhá. Là chúng ta đã có biết nắm bắt được hay không rồi. Đó, cơ hội luôn sẵn sàng, nhưng quan trọng anh chị có đủ khả năng hay không? Chúng ta đủ giỏi không? Chúng ta đủ kiến thức không? Giống như bạn vừa rồi hỏi đấy, học mãi mà vẫn chưa thấy nói là đầu tư vào đâu ấy. Đó, đó, đó. Cơ hội nhiều lắm, nhưng quan trọng anh chị có đủ trí tuệ để nắm bắt cái điều đó hay không thôi. Và anh chị muốn có thể nắm bắt được cho mình một cái tương lai, nắm bắt cho mình một cơ hội, nắm bắt cho mình được có được hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, thậm chí là hàng nghìn tỷ, thì chúng ta phải làm sao? Phải có một lộ trình, phải có được sự chuẩn bị trước đã. À, được chưa ạ? Chứ không phải là anh chị nói rằng là, chứ không phải là anh chị lại nói rằng là anh chờ tí xíu nha. Để chị chờ tí xíu. Ok, được rồi. Ok, được rồi. Đó, cho nên là có rất là nhiều những cái cơ hội, nhưng quan trọng nhá là nhiều người như thế này là anh chị này. Nhiều người ấy là mong muốn có được cái kết quả lớn hơn, cả ấy, nhiều tiền hơn. Đó. Nhưng mà anh chị lại bảo là chứ phải tôi phải chờ cơ hội đến thì tôi mới tuyệt vời đấy. À đấy, thì tôi mới làm. Thế nhưng mà đến khi mà có cơ hội cho anh chị thì anh chị không nắm bắt. Có cơ hội tuyệt vời đấy. À, thì anh chị lại bảo, ui tôi chưa có sự chuẩn bị. À, có cơ hội không ạ? Có cơ hội nha. Mang đến cho anh chị nha. Nhưng anh chị lại bảo là, ôi cái này mình chưa có khả năng nắm bắt được. Cơ hội tuyệt vời đấy. Nhưng mà tôi lại thiếu cái lọ, tôi lại thiếu cái chai. Tôi lại thiếu cái này, tôi lại thiếu cái kia. Thế chúng ta có muốn cái điều đó không ạ? Cơ hội rất nhiều nha. Chị khẳng định cho anh chị nha. Xung quanh chị rất là nhiều cơ hội. À, nhưng khi cơ hội đến, đã bao giờ anh chị có như giống Thủy ngày xưa không? Nghĩ ngang này, nghĩ dọc này, nghĩ trên này, nghĩ dưới này, nghĩ nhiều quá thì cuối cùng thôi khỏi làm, khó quá bỏ qua. Nghĩ nhiều quá, khó quá bỏ qua, thôi khỏi làm nữa phải nghĩ. Bởi vì làm sao? Không có trí tuệ, không có tư duy, không có góc nhìn của người giàu. Anh chị hình dung không ạ? Nên là mình làm cái gì mình cũng sợ. Sợ người ta lừa, sợ là làm cái này có thành công hay không. Ôi dồi ôi, sợ là nếu như mà bây giờ mình đi kinh doanh vui vui mà không có thành công thì làm sao cuộc đời mình như thế nào. Sợ cái gì cũng sợ, có độc một cái không sợ, đó chính là nghèo thôi. Mỗi nghèo không sợ thôi, cái gì cũng sợ. Cho nên đừng sợ nữa anh chị. Đừng sợ nữa anh chị nha. À, anh chị có muốn cái điều đó không ạ? Anh chị có muốn rằng là cái cơ hội xung quanh của mình rất là nhiều nhưng mình lại không biết nắm bắt nó, muốn không ạ? Vậy không muốn, bao nhiêu người gật đầu ở đây, có nghĩa là họ không muốn. Không muốn thì ngay lúc này và ngay bây giờ đi. Hãy đầu tư về thời gian, về trí tuệ, về tư duy. Hãy biến những cái đó thành cái tư duy kiến thức của mình đi anh chị. Bằng trí tuệ, bằng niềm tin của mình đi anh chị. Có rất nhiều người trong đây, chúng ta comment giúp Thủy xem, chúng ta đã từng bỏ qua bao nhiêu cơ hội rồi. Bao nhiêu cơ hội nó lướt qua cuộc đời của mình rồi. Anh chị bỏ qua để sau này anh chị ngồi lại, anh chị nói làm sao? Biết thế, giá như biết thế, tuyệt vời. À, đúng không ạ? Không nắm bắt cái cơ hội đó. Không phải một mình Thủy đâu anh chị, Thủy biết luôn, tất cả các anh chị cũng có luôn rất nhiều cơ hội rồi, nhưng mà chúng ta không, bởi vì chúng ta không có niềm tin. Mà bởi vì niềm tin nó đến từ đâu? Niềm tin đến từ sự hiểu biết,
lúc nào cũng lo, lúc nào cũng sợ, sợ người ta lừa, sợ người ta thế này. Ôi sao chúng nó dễ thế, cái làm cuộc đời làm gì có free đâu, sao giờ này chúng lại ngồi đây chúng nó free cho mình học khiếp như thế này. Đấy đấy, cái đầu ấy bắt đầu nghĩ nhiều quá đó, và bỏ qua rất là nhiều những cái cơ hội của mình đó, đúng không ạ? Chứ không phải cơ hội đến từ đâu đâu anh chị nha. À, đó. Vậy xu thế quan trọng nhất trong năm 2023 là ngay lúc này và ngay bây giờ. À, đó, trong năm 2023 anh chị nhớ nhá, sẽ có suy thoái về nền kinh tế. Nền kinh tế là vô cùng là bất ổn, chứ đừng nói là nhẹ nhá. Nhẹ là nói cho anh chị vui thôi. Nhưng mà nhá, nó thực sự là nó rất là vô cùng và bất ổn. Sẽ có suy thoái về nền kinh tế, vô cùng bất ổn luôn. Đó. Cho nên là anh chị đừng có tưởng nha, lãi suất vẫn tiếp tục tăng cao, bất động sản không kiếm được lợi nhuận, thậm chí nha là vàng, chứng khoán, tiền điện tử, Bitcoin ngỏm luôn. Anh chị đừng có mà ngồi mà mơ nhá. Hôm qua có bạn trong nhóm đọc sách của Thủy, chị ơi em đầu tư 500 triệu. Trời ơi, hết hồn toát hết mồ hôi ra. Trời ơi, như này mà không có tư duy, không có trí tuệ, bảo học không học, mà em có 500 triệu định đầu tư, không biết có đầu tư cái gì ấy. Đại khái là sân sàn tài chính á. Đó. À, đừng có mơ nha, đại khái bây giờ nha, chả có đầu tư vào hết. Đừng có đầu tư nha, không tin nha. Anh chị thử đi 3 tháng nữa quay đây, chỉ cho học tiếp. Thử đi nha. Cho lên nha. Bất động sản, lãi suất vẫn tiếp tục tăng. Anh chị thấy giá xăng giá dầu rất là tăng không? Nha. Vàng, điện tử, Bitcoin, chứng khoán cũng vậy nha. Anh chị nào đang trong ngành đó nha, hiện tại thì khẳng định với anh chị nha, chưa cười được đâu. Đó. Cho nên chỉ có một cách để anh chị thoát ra. À, một cách thôi nhá. À, một cách thôi. Là anh chị muốn nắm bắt cái bí kíp đó không ạ? Muốn bắt không ạ? Muốn bắt được cái bí kíp, cái duy nhất trong cái thời điểm này để anh chị thoát ra khỏi cái cuộc suy thoái đó, để anh chị lội ngược dòng không ạ? Đó chính là cái thứ hai trong ngày hôm nay. Anh chị phải gia tăng thu nhập của mình, viết to vào. Bạn phải là người kiếm tiền, gia tăng thu nhập của mình lên. Gia tăng khả năng thu nhập của mình lên, nó đến từ trí tuệ, đến từ tư duy, nó đến từ sự hiểu biết và kỹ năng từ chính bản thân của mình. Và bất kỳ những cái điều nào, yes, đúng rồi, bất kỳ những điều nào trong cuộc sống của chúng ta đều học được anh chị ha, đều học được anh chị. Vậy bao nhiêu anh chị ở đây sẵn sàng đồng hành với Thủy, đồng hành cùng với nhóm đọc sách trí tuệ ưu tú để chúng ta có khả năng gia tăng trí tuệ của mình lên, gia tăng thu nhập của mình lên thì giơ tay và nói tôi được không ạ? Yes. Tôi, yes. Wow, tuyệt vời quá. Đấy. Đây chính là chiến lược của 2023. Và nhiệm vụ của anh chị là gì? Anh chị giơ tay thôi, không phải giơ tay. Ok. Đó, vậy bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì đây? Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Bây giờ chúng ta không đầu tư vào các kênh nào hết. Được chưa? Hứa luôn. Bao cho anh chị luôn. Bây giờ anh chị không đầu tư vào kênh nào hết, nếu anh chị tin Thủy nhá. Tin Thủy đi. Không đầu tư vào kênh nào hết. Ngay thời điểm này không đầu tư vào kênh nào hết. Ngay thời điểm này phải gia tăng kiếm tiền của mình lên. Ngay thời điểm này mình phải kiếm thật nhiều tiền thì chúng ta mới lội ngược dòng lại được. Tuyệt vời không ạ? Chúng ta phải lội ngược dòng đi anh chị. Nếu như mà anh chị nào mà biết nắm bắt cái cơ hội ngay lúc này và ngay bây giờ, tại cái thời điểm này, thì anh chị sẽ không bị sốc. Chúng ta đã mất 3 tháng rồi, anh chị nhớ nhé. Chúng ta đã mất 3 tháng rồi đó. Cho nên nếu như mà ngày hôm nay anh chị sẽ có được một cái sự chuẩn bị trước, thì anh chị sẽ không bị sốc cho đợt khủng hoảng sắp tới. Sắp tới là Thủy nói với anh chị là nhẹ thôi, nhưng nó không nhẹ đâu anh chị ha. Lạm phát tăng cao nhất ở trong nước Anh nhé, là kể từ năm 1981 đến giờ là lạm phát tăng cao nhất. Anh chị có biết nhé, cả tháng nay không có trứng ăn đâu, thức ăn không có nhiều đâu. Thủy không biết ở Việt Nam thị trường nhé, nhưng ở tại thời điểm anh cước, tất cả các siêu thị không có nhiều đồ ăn đâu anh chị. Đi chợ không có mua nhiều đâu, mà giá cả tăng lên 50%. Đó, cho nên là ngày hôm nay anh chị phải, không phải là ngày mai, không phải là sau này đâu, ngay lúc này và ngay bây giờ anh chị phải có một sự chuẩn bị cho đợt khủng hoảng sắp tới, cho đợt suy thoái sắp tới. Chúng ta phải nắm bắt được những cái cơ hội để chúng ta có thể gia tăng thu nhập của chúng ta lên, thậm chí là chúng ta đạt được sự giàu có trong năm 2023 luôn.
Trời ơi, câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng siêu giàu luôn anh chị. Ở ngoài khủng hoảng như thế nào, bên trong chúng ta vẫn du lịch 5 sao. Tháng sau ấy, anh chị em nào đấy, đi Phan Thiết đi xem. 1.000 anh chị em đi Phan Thiết đấy, tuyệt vời, vẫn ăn chơi, vẫn thưởng thụ, dòng tiền vẫn chảy về. Cuộc sống sướng không ạ? Quá là sướng. Bao nhiêu anh chị muốn được cái bí kíp này thì chúng ta hãy cam kết đồng hành trong những buổi chia sẻ của Thủy. Nếu một ngày để anh chị biết được thì chắc chắn là không, chúng ta không thuộc về nhau. Thủy khẳng định với anh chị để đỡ mất thời gian của nhau. Còn nếu như anh chị nào mà cam kết với Thủy, Thủy đồng hành cho anh chị trong suốt một cái chuỗi live của Thủy này về xu hướng kiếm tiền 2023, Thủy khẳng định với anh chị luôn. Mỗi một ngày Thủy chỉ mang đến cho anh chị một tư duy thôi, nhưng tư duy đó tạo ra dòng tiền cho anh chị ngay lập tức. Ứng dụng có kết quả ngay, kết quả luôn luôn. Được không ạ? À, hôm nay là một ngày thành công về tài chính. Hôm nay là một ngày bùng nổ về lợi nhuận. Tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Tôi sinh ra là để chiến thắng. Đó, cho nên là nhớ nhá, ngay lúc này, ngay bây giờ, đó, là chúng ta phải làm sao? À, phải cam kết, đó, cam kết nha. Và phải hành động ngay, hành động luôn. À, đấy, phải gia tăng thu nhập của mình lên. Được không ạ? Phải học cách gia tăng thu nhập của mình lên. Phải học cách kinh doanh. Người giàu nào cũng kinh doanh. Mình không kinh doanh thì thôi, mình về nấu cơm cho chồng, chăm chồng thôi. Nha, rồi lại sống cuộc sống là phụ thuộc vào những cái ánh mắt, những cái lời nói, những cái ngước nhìn của người khác. Còn Thủy là tôi tạo ra cuộc sống của tôi. À, đúng không ạ? Tôi mà tự tạo ra cuộc sống của tôi, và anh chị cũng vậy, phải tạo ra cuộc sống của anh chị. À, đó. Và ngày nào cũng phải là ngày thành công về tài chính, bùng nổ về lợi nhuận, và tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Tôi sinh ra là để chiến thắng. Các bạn sinh ra là để chiến thắng. Tuyệt vời không ạ? Đó. Ngày hôm nay chúng ta chỉ học hiểu cho Thủy cái tư duy này thôi là quá tuyệt vời rồi. Hết giờ rồi. Ngày thứ năm thì sẽ quay trở lại với tất cả các anh chị cái chuỗi hành trình xu hướng kiếm tiền 2023. Từng ngày thì sẽ đưa cho anh chị những cái tư duy làm gì á. Phải có tư duy, có trí tuệ, có kiến thức, có chiến lược trước đã. Rồi đầu tư vào đâu thì hãng đầu tư. Đừng nóng ruột nhá. Cứ cho Thủy từ một thời gian đi, cùng học tập với nhóm đọc sách của mình từng ngày một. Thủy khẳng định với anh chị 6 đến 8 tháng nữa nhé. Tiền đến với anh chị của anh chị né không kịp cơ. Giàu không kịp, né không kịp luôn anh chị. Đó, đỡ không kịp đó. Sung sướng không ạ? Tuyệt vời. Và tất cả những cái này anh chị đều phải ứng dụng ngay lập tức giúp Thủy nha. Đừng gặp sách vào xong rồi lại không ứng dụng nha. Ứng dụng để tối nay chúng ta có kết quả và chúng ta làm sao? À, chúng ta sẽ comment lên để ăn mừng thành công. Rồi, xin chân thành cảm ơn nhóm trưởng siêu tuyệt vời, Chủ tịch Huỳnh Ngọc Thanh Tú, Chủ tịch Ninh Công Minh, Chủ tịch Văn Thông, Chủ tịch Khắc Hùng cùng tất cả các anh chị em đã ngồi nghe bài chia sẻ của Thủy ngày hôm nay. Xin chào tất cả các anh chị và chúc tất cả các anh chị một buổi trưa tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, hạnh phúc trọn vẹn cả cuộc đời. Và ngày mai anh chị vào đúng giờ giúp Thủy nha. Thì rất là đúng giờ, mình là người thành công, mình cũng đúng giờ. Bởi vì nếu như mà anh chị trễ giờ đó là Thủy sẽ chia sẻ bị cắt đó. Bởi vì Thủy sẽ có những cái chương trình phía sau nữa. Cho nên là chúng ta phải vào đúng giờ để lĩnh hội hết tất cả những cái bí kíp của anh chị em nhóm trưởng và Thủy đã chia sẻ lại cho anh chị. Đúng không ạ? Tuyệt vời. Chúng ta hãy gửi lời cảm ơn tới những người bạn và đưa mình tới nhóm học tập này. À, đó, những người bạn đó mới là những quý nhân phù trợ của mình. Hãy gửi lời cảm ơn đến nhóm trưởng siêu tuyệt vời, Chủ tịch Huỳnh Ngọc Thanh Tú của chúng ta. Thuyền trưởng siêu xuất sắc, đó, để cho chúng ta những cái bí kíp của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi live của ngày hôm nay. Xin chào tất cả các anh chị và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong thứ năm tuần tới nha. Siêu tuyệt vời. Xin chào tất cả các anh chị.